Lẹ, mình coi kìa. Tôi đi kìa, có thấy ai như vậy? Tiếc là thắng lỗ, thắng lỗ. Đúng vậy. Rồi cái gì chứ? Còn ngươi thì đã sao? Tướng tá như nữ nhi mà cái tướng ăn thì như là con trâu rước vậy. Ta đưa tiền cho khách thôi, hay là mặc đồ của khách thôi. Ăn cơm mẹ các ngươi hả? Đúng là không ngờ, ngươi không chỉ ăn khỏe mà còn mạnh miệng nữa. Hôm nay ta phải thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi sự tính xấu của ngươi, không thì sau này không cưới được nương tử đâu. Muốn dạy dỗ ta, tiểu gia mời ngươi ăn dịch quay. Ông nhà ngươi dám hả? Ê, ngươi dám xía vào sao? Có chuyện gì kìa? Đến kinh thành đệ nhất tử lầu lại để vui. Huynh đài cần gì làm khó tiểu huynh đệ này chứ? Nhà ngươi là ai, liên quan gì tới ngươi? Tại hạ là Long Tam. Tiểu nhị tới liền. Dạ khách quan cần thêm gì? Như vậy ngươi dọn thêm mấy món cho mấy vị khách này với một bình rượu ngon rồi tính hết cho ta. Tại hạ thay tiểu huynh đệ này chuộc lỗi với các huynh. Dạ xin khách quan bớt giận, mời bên này. Tiểu nhị, chỗ bàn này đã đủ chưa? Đủ, không cần nhiều vậy đâu. Còn lại ta thưởng hết cho ngươi. Đa tạ ngài. Quả nhiên công tử giàu có, có tiền là hay lắm sao? Đừng có tưởng xin lỗi thay ta là ta sẽ cảm kích. Tiểu huynh đệ, huynh thích ăn đồ ngon như vậy, cái này là bánh ta mang từ nhà tới, bên ngoài không có đâu, thử một miếng đi. Bánh này ngon thiệt, đầu bếp nhà huynh đúng là khéo thật. Nè, người đi chung với huynh đâu rồi? Ông ấy đi làm việc rồi. Chỉ tiếc là ta ăn quá nhiều, ăn không nổi nữa. Tiểu nhị. Tới liền. Người gói hết thức ăn này lại, ta muốn mang về. Được, vậy mời ngài thanh toán. Không cần thối. Không đủ. Cả một xu tiền mà không đủ. Lấy đi. Còn thiếu nhiều lắm. Nhiều đó đủ rồi chứ. Chỉ đủ có số lẻ thôi. Nhiều tiền như vậy mà chỉ đủ số lẻ. Sao thức ăn ở kinh thành đệ nhất tử lầu này mắc như vậy? Chỗ này là tiền lệ cả năm của huynh đệ tỷ muội ta đó. Đây là kinh thành đệ nhất tử lầu, đâu phải một quán ăn nhỏ ở quê của các người đâu. Ngài nhìn coi, nhìn giải trải bàn này đi, nhìn coi, xem đồ trang trí ở đây đi. Hả? Ta nói cho ngài biết, ngoại trừ hoàng cung dám dùng màu trắng thì trên đời này không ai dám dùng màu vàng. Chỉ có bổn tiệm. Tại sao vậy? Vì bổn tiệm được tiên hoàng cho phép. Vậy đi, bữa cơm ngày hôm nay ta trả cho. Ê, khoan đã. Tuy ta biết huynh giàu có hơn ta, nhưng mà ta cũng biết không có ai cho không ai. Như vậy đi, coi như ta nợ ngươi, chờ ca ca ta tới ta sẽ trả cho ngươi. Được đó, nhưng mà phải lấy miếng ngọc ngài đang đeo, thế ở bổn tiệm. Con cầm miếng ngọc này chạy về khách trọ, tối nay sẽ có thúc thúc khác đón con về Minh Châu Cốc. Nghĩa phụ, cha phải đi đâu? Con muốn đi chung với cha. Nghĩa phụ, nghĩa phụ còn phải an táng cho mấy người bị treo cổ lúc nãy, nhưng chuyện này quá nguy hiểm, con không đi theo được. Nhưng mà những người bị treo cổ có liên quan gì tới chúng ta đâu, tại sao nghĩa phụ phải an táng cho bọn họ? Con còn nhỏ không hiểu được đâu. Nhớ kỹ, miếng ngọc này là di vật cuối cùng là mẹ con để lại cho con, tính vật duy nhất có thể chứng minh thân phận của con, tuyệt đối không được làm mất nó. Đã hiểu chưa? Không được, đây là tính vật duy nhất mẹ ta để lại cho ta, không thể để lại. Vậy ý của khách quan là muốn ăn quệt rồi. Tiểu huynh đệ, kinh thành đệ nhất tử lầu có nguyên tắc bất thành văn, lễ kính thiên hạ là những nhân sĩ có biệt tài,
Cho nên là nếu như Quỳnh có tuyệt kỹ gì đó có thể mang ra để biểu diễn, như vậy thì bữa ăn này không cần phải trả. Đúng 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 đúng. Nếu thật sự ngài không có ngân lượng ha, thì biểu diễn tuyệt kỹ cho mọi người xem đi được không? Vậy tuyệt kỹ gì mới được? Nè Tiểu Quỳnh đệ, Quỳnh có thấy chữ trên bức họa không? Chỉ cần Quỳnh làm một bài thơ hay viết chữ đẹp hoặc vẽ một bức họa là coi như xong. Không giấu gì Quỳnh, thi từ ca phú, thư pháp hội họa, cái nào ta cũng biết. Nhưng mà chắc không sánh bằng bản vẽ ở trên đó. Nếu như Quỳnh đài thấy văn chương của mình kém cỏi, vậy Quỳnh có gì khác hay không? Như là một loại nhạc khí, nhảy múa hoặc gió công tập nghệ. Đúng vậy. Về nhạc khí ta biết rất nhiều loại, tập nghệ, võ nghệ, thập bát bang ta cũng biết được một chút. Nhưng mà e rằng vẫn chưa đạt tới tuyệt kỹ. Chứ, qua ra cũng chỉ là cưỡi ngựa xem qua. Sức người là có hạn mà. Vì tiểu huynh đệ này tuổi trẻ mà cái gì cũng biết, đã là kỳ tài hiếm có rồi. Hay là như vậy đi, huynh cứ chọn kỹ nghệ nào mà huynh giỏi nhất để xem thử có được hay không. Nếu như không được công nhận, ta sẽ bảo lãnh cho huynh, chờ huynh tìm được ca ca rồi tới trả tiền sao? Được, nghe Long thiếu gia đi, chọn sở trường của khách quan để cho mọi người xem thử. Thử đi. Làm gì? Làm gì vậy? À, làm không biết làm gì nữa. Chọn bàn từ nào làm gì vậy chứ? Làm trò gì nữa đây? Lấy dĩa làm gì trời? Làm gì vậy? Làm cái gì? Trời đất ơi. Trời ơi, bể dĩa sao trời? Sao lại như vậy? Wow, mới hay thiệt nha. Tiểu Quỳnh đệ, tài nghệ của Quỳnh tuy không biết là gì nhưng cũng khá hay đấy. Hay quá. Wow, lợi hại này không biết là cha biết bay luôn kìa. Hay quá, lợi hại. Lợi hại quá. Ủa, thì ra sở trường của tiểu huynh đệ là khinh công. Hay quá. Hay thật. Tiểu tử này lợi hại thiệt nha. Hay quá trời. Không bể cái. Hay quá. Hay. Lợi hại lắm. Đúng là võ nghệ cao cường. Hay quá. Hay quá. Hay lắm. Hay quá. Đương nhiên rồi, xin công tử để lại đại danh. Lần sau ngài có đến quán, cứ nói tên sẽ được bớt. Danh tính thì không cần. Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết buốt. Một bữa ở kinh thành đệ nhất tửu lầu, đủ cho huynh đệ tỷ muội ta sống một năm. Ta đi trước đây. Nè, chưa gì hết mà. Đưa gì kỳ. Thôi, ăn không tiếp đi. Vậy thôi. Cũng may Trư ca ca cho mình tấm bản đồ. Wow. Nhiều kim ngân châu báu như vậy, toàn là thật. Lên xe ngao bái gặp quả được phúc. Mình phải đem hết số châu báu này đi, đem về cốc cho các tỷ muội. Đều là đồ của hoàng thượng dùng. Hay quá đi mất. Mau lên. Quá. Ngon quá.
Dừng tay lại, lấy một ít là được rồi, sao lại lấy đi hết chứ? Đưa đây. Là Quynh hả? Ngươi là ai? Đâu có ai quen biết ngươi, đừng có giả làm thân. Nè, ta nè. Là Quynh hả? Ai đang trong đó đó? Rồi, nhớ rồi, thì ra là Quynh. Đi chỗ khác nói chuyện. Ấy, còn đồ của ta. Sợ chết đi được. Đa tạ Quynh, cũng may có Quynh, nếu không ta bị bắt rồi. Nhưng mà Quynh là ai vậy hả? Sao lại gặp Quynh ở trong cung? Quynh còn thông thuộc địa hình ở đây nữa. Ta hả? Ta chính là ngự tiền thị vệ ở trong cung. Vì vậy ta rất là thông thuộc các nơi ở trong cung. Quynh làm lính ở trong cung. Hèn gì ông chủ thư họa trai không chịu tiết lộ thân phận của Quynh, thì ra lại vậy. Tiểu Quynh đệ, quả nhiên là Quynh nói đúng. Có duyên tự khắc sẽ gặp, không ngờ mới đó mình đã gặp nhau. Phải đó. À phải rồi, đêm khuya Quynh vào cung làm gì? Đừng có nhắc nữa. Hôm nay ta thật đen đủi. Ta đang đi ngoài phố, đang yên đang lành, nhìn thấy chiếc xe ngựa. Xe đó là của Ngao Bái. Tên phu xe hóng hách phi ngựa thật là nhanh. Ta chẳng qua chỉ muốn cho hắn một bài học. Sau khi ta lẻn lên đó thì mới phát hiện ra tên Ngao Bái cũng bước lên xe ngựa. Ta đành trốn dưới gầm, và cuối cùng phải đi theo hắn tới hoàng cung này. Ý, vào hoàng cung thì ta liền nghĩ ngự thiện phòng chắc chắn có nhiều món ngon, ta phải đến ngự thiện phòng xem thử. Cuối cùng gặp được Quynh. Đã khuya rồi sao Ngao Bái còn vào cung? Hoàng thượng đâu có triệu kiến hắn. Hắn không có vào cung, hắn hồi phủ từ lâu rồi. Hắn chỉ ngồi trên xe ngựa, gặp một vị công công. Xe ngựa đưa công công hồi cung rồi. Công công đó như thế nào vậy? Quynh có nhìn thấy rõ không? Ta không biết, trời tối quá ta lại còn phải trốn dưới gầm. Nhưng mà vị công công này hành động rất là cẩn thận. Hắn còn đeo khăn đen và che gương mặt hắn lại nữa, cho nên ta không thấy mặt hắn. Trước đây ta đã nghi Ngao Bái có gian tế trong cung, nhưng không ngờ hắn lại lộng hành tới như vậy, dám cấu kết với cả thái giám. Đúng là không coi hoàng thượng ra gì. Chắc là do hoàng đế bất tài, hốt được phân đành phải ngửi phân thôi. Tiểu Quynh đệ, có cần ăn nói thô tục vậy không? Đâu có gì thô tục, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu như hoàng đế là một minh quân sáng suốt, thì tại sao lại để cho Ngao Bái hoành hành bá đạo như vậy? Tiểu Quynh đệ, Quynh nghĩ quá đơn giản. Vì hoàng thượng còn trẻ, mới thân chính chưa lâu, muốn chỉnh đốn triều chính cần phải có thời gian. Hơn nữa hoàng thượng cũng muốn tạo đại nghiệp, nếu không phải như vậy hoàng thượng sẽ không sai ta xuất cung giả dạng thăm dò tin tức. Hờ, hèn gì Quynh hào phóng trong tủ lầu như vậy, thì ra Quynh đang phụng chỉ. Chức của Quynh cũng khá lắm. Nè, bụng ta đói lắm rồi, cũng may là có lấy chút đồ ăn. Khoan đã, hay là như vậy ta đưa Quynh tới một nơi rất an toàn, từ từ ăn. Nhưng mà đi đâu? Đi đâu vậy chứ? Cứ đi theo ta là biết mà. Ngon lắm. Ngự trù đầu bếp đúng là có khác, chẳng những đẹp mắt mà còn rất ngon nữa. Đương nhiên là vậy, ngự trù được hầu hạ hoàng thượng đều là đầu bếp đứng đầu thiên hạ đó. Nè, chẳng phải Quynh nói Quynh là thị vệ tâm phúc của hoàng thượng sao? Quynh là ngự tiền thị vệ, Quynh muốn ăn cái gì có thể xin hoàng thượng, cần gì phải lẻn vào lấy trộm vào lúc nửa đêm như vậy? Ta đâu có lấy trộm đâu, ta lấy một cách quang minh chính đại mà. Nếu như không có Quynh ở đó thì ta đâu có bị bọn thị vệ lùng sục tìm kiếm rồi chạy trốn khắp nơi. Gì vậy? Không ổn lắm. Trong hai loại bánh này có hương liệu rất khác nhau, trộn vào sẽ trúng độc mãn tính. Trúng độc? Ừ. Trời, Quynh đừng có nói nữa, sao có chuyện đó được chứ. Loại bánh này là loại hoàng thượng thích ăn nhất. Hơn nữa trước khi dùng đều có người dùng kim châm thử độc, cũng có người chuyên ăn thử, làm sao mà có độc được. Thật đó, hương liệu ở trong bánh này thì tính nóng, còn hương liệu ở trong loại bánh này thì tính lạnh. Hai loại này ăn riêng thì không trúng độc, nhưng mà nếu trộn chung ăn lâu ngày sẽ làm cho bị trúng độc, đồng thời sẽ khiến tâm trí bị tổn thương rất nặng. Quynh không nói giỡn nữa chứ. Làm gì vậy? Ngồi yên đi, để ta bắt mạch cho Quynh.
ta nói cho huynh biết, mạch tượng của huynh cho thấy huynh đã trúng độc mạng tính. Người ăn thử cho hoàng thượng chẳng lẽ là huynh sao? Không giống gì huynh. Thật ra thì ta với lại hoàng thượng đều cảm thấy trong người bất ổn, vì vậy mới sai ta tới Ngự Thiền Phòng lấy đi một vài thứ. Đúng ra thì ta không tin thái y ở trong cung, nên định lấy vài thứ nguyên liệu đem ra bên ngoài đưa cho danh y ở bên ngoài. Lúc đầu khi thấy huynh ở đó, ta cứ tưởng huynh là người hạ độc, vào đó quỷ chứng cứ. Sau đó thấy huynh ăn không ngừng nghỉ, không chút nghi kỵ, rồi nói mấy câu này với ta. Tới bây giờ ta mới tin huynh. Gặp được Lý Đại Hiệp Lý Dị Quang là do huynh may mắn, biết chưa hả? Lý Dị Quang, họ Lý tên Dị Quang. Cái tên nghe hay lắm. Chuyện đó đương nhiên, không chỉ có tên hay, ta còn biết chế ra độc, lại còn biết giải độc nữa. Loại độc của ta với hoàng thượng thì sao? Độc của huynh với hoàng thượng đúng là có thể giải, nhưng mà rất khó để lấy đủ dược liệu. Hơn nữa dược liệu này giá cũng không rẻ. Chuyện nhỏ thôi, cần bao nhiêu bạc ta cũng đưa. Được, sau 3 ngày nữa để nhất tửu lầu, ta mang theo thuốc giải, huynh đưa bạc cho ta. Giá của nó là 10 lượng hoàng kim. Được thôi, ta thấy cũng không cần phải chờ tới 3 bữa. Chiếc nhẫn ngọc này của ta không dưới 10 lượng hoàng kim, huynh cầm lấy trước đi. Quả nhiên là chiếc nhẫn quý. Huynh đưa nó cho ta vậy sao? Huynh không sợ ta gạt huynh hả? Ta tin huynh. Tuy là chúng ta biết nhau chưa đầy một ngày, nhưng ta có thể nhận ra huynh là người có bản lĩnh. Chỉ cần là người có bản lĩnh thì sẽ không bỏ chữ tín chỉ vì tiền tài. Biết nhìn người, ta là người có bản lĩnh, với lại bản lĩnh của ta vẫn còn nhiều lắm. Sau này nếu có cơ hội ta sẽ cho huynh biết. Được thôi. Nhưng mà lúc nãy ở Ngự Thiền Phòng, lúc chúng ta giằng co, ta phát hiện võ công của huynh thật ra cũng không hơn ta bao nhiêu. Người không có bản lĩnh mới dựa vào vũ lực, còn người có bản lĩnh như ta dựa vào chỗ này thôi, biết chưa? Giá lại ta là một tiểu tặc giang hồ, bao nhiêu đó bản lĩnh thì cũng đã đủ. Nhưng mà huynh là Ngự Tiền thị vệ, dựa vào chút võ nghệ đó của huynh làm sao làm thị vệ? Nè, huynh nói thiệt ta biết, có phải huynh có gia thế tốt mới được làm thị vệ không? Không giống gì huynh. Đúng thật là ta có gia thế, có người cha tốt. Tổ tiên của ta là quý tộc Bát Kỳ, ta được hầu hoàng thượng là cũng nhờ vào người trong nhà giúp đỡ, nhờ vào quan hệ. Tiểu hoàng đế Khang Hy này quả nhiên không phải là đấng minh quân. Tại vì là huynh ta mới bỏ qua. Nếu là người khác nói, ta bắt lên quan lâu rồi. Nhưng có điều tuy huynh ăn nói bất kính với hoàng thượng, nhưng ta có thể nhận ra huynh không hề có ý xấu. Huynh cũng như vậy thôi, thấu tình đạt lý, trượng nghĩa chính trực. Ta quyết định rồi, ta với huynh kết bằng hữu. Nè, hôm nay vui quá, uống rượu đi. Loại rượu này của ta không phải là rượu thường đâu. Loại rượu này là rượu nho rừng, ta phát hiện ở trên núi, không biết vị tiên nhân nào đã ủ ra vào ngày nào tháng nào, nói chung là rất ngon. Huynh đừng có tưởng huynh là thân tín của hoàng thượng, ăn đủ mọi món ngon, uống nhiều rượu ngon rồi xem thường rượu này của ta nha. Rượu này của ta ngon hơn rượu trong cung nhiều lắm đó. Rất tuyệt, uống thử đi. Sao hả? Đúng là rượu ngon. Thấy chưa? Uống nhiều đi. Tiểu huynh đệ, huynh là người ở đâu? Tại sao lại vào kinh? Ta hả? Ta chỉ là người hành tẩu giang hồ. Hôm nay ta vào kinh thành là để xem kinh thành phồn hoa cỡ nào, ăn khắp món ngon ở trong kinh thành. Thứ hai, ta muốn tìm một số dược liệu quý để bào chế một loại dưỡng nhan cao chữa thương cho tỷ tỷ của ta. Gương mặt của cô ấy bị sao vậy? Đừng có nhắc nữa. Hễ nói tới chuyện này ta rất là áy náy. Lúc ta còn nhỏ, ta giấu trưởng bối kéo tỉ tỉ của ta lên núi để chơi. Mùi mùi à, chúng ta về nhà thôi. Thường ngày các sư phụ không cho chúng ta lên núi chơi, tại vì trên núi có rất nhiều giả thú. Họ chẳng qua chỉ dọa chúng ta thôi. Đi nào. Nè, đi đi. Đi mau đi.
vậy trên mặt tỷ tỷ để lại vết thương rất sâu. Nghĩa phụ của ta là danh y, ông ấy nói muốn chữa khỏi vết thương đó thì phải dùng dược liệu hiếm làm dưỡng nhan cao tên là băng cơ tuyết phu. Nhưng nhà chúng ta rất nghèo nên không kiếm đủ dược liệu. Vì vậy ta mới nghĩ không biết khi nào mới chữa khỏi được vết thương cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ là một đại mỹ nhân, nhưng mà chỉ vì vết thương trên mặt tỷ ấy trở nên rất tự ti. Vì vậy mà ta rất mong ta có thể tìm đủ dược liệu để chữa vết thương cho tỷ ấy. Vì vậy lúc nãy huynh không theo xe ngựa ra ngoài không phải là vì huynh muốn ăn món ngon, mà là vì muốn tìm thấy y viện để lấy số dược liệu chữa vết thương cho tỷ tỷ của huynh. Đúng vậy, đúng ra ta định ăn no bụng trước rồi mới tìm thấy y viện, nhưng mà ai ngờ huynh là người rất trọng tình trọng nghĩa. Ta rất thích tính cách của huynh. À, huynh bao nhiêu tuổi? Ta hả? Ta sinh năm Thuận Trị thứ 12, ngày mùng 4 tháng 5. Mùng 4 tháng 5? Có thật không vậy? Thật mà. Trùng hợp thiệt, ta cũng mùng 4 tháng 5. Nhưng mà ta sinh năm thứ 11, lớn hơn huynh 1 tuổi. Trùng hợp vậy sao? Hai chúng ta nội trong một ngày gặp nhau hai lần. Ta cảm thấy duyên phận của chúng ta không đơn giản. Hay là hôm nay thề dưới ánh trăng kết nghĩa làm huynh đệ. Chưa từng có ai muốn kết nghĩa với ta. Nhưng mà trước đây ta từng thấy sách cổ có ghi người xưa kết nghĩa hình như rất là thú vị. Đương nhiên, lâu nay ta cũng rất muốn làm, nhưng tiếc là chưa gặp người thích hợp. Nếu như chúng ta đã có duyên, vậy thì mình kết nghĩa. Ta lớn hơn một tuổi, ta làm đại ca, huynh là tiểu đệ. Ê, không được không được. Ta có nghe người xưa từng nói đạo lý có trước có sau, mỗi người một sở trường. Nếu như chúng ta kết nghĩa thì không được định giai giới bằng tuổi tác, mà phải xem thử ai học rộng hiểu nhiều, bản lĩnh giỏi. Lúc nãy huynh cũng nói ta học rộng hiểu nhiều, bản lĩnh giỏi, cho nên ta làm đại ca của huynh, huynh làm tiểu đệ. Vậy cũng được hả? Đương nhiên là được. Nếu huynh thấy không được thì chúng ta đánh một trận đi, ai thắng sẽ làm đại ca. Ta không đánh. Được. Không ngờ có người đòi làm đại ca của ta. Được rồi, huynh làm đại ca, ta là tiểu đệ. Được chưa? Tôi Lý Dị Quang. Tôi Long Tam. Hôm nay xin thề dưới ánh trăng kết nghĩa làm huynh đệ. Từ nay về sau có phước cùng hưởng, có nạn cùng mang, mãi không phản bội. Đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ, nếu trái lời thề thiên lôi đánh chết. Mời đại ca. Mời tiểu đệ. Phải rồi, bây giờ chúng ta đã kết nghĩa, sau này không được gạt đệ nữa, nếu không sẽ bị trời đánh chết. Đại ca đang nói gì vậy? Đệ đúng thật là con thỏ ngốc. Lúc nãy ta nói thuốc giải đáng giá 10 lượng hoàng kim, thật ra chỉ cần 10 đồng là đủ. Ta đã kết nghĩa rồi cho nên không được gạt đệ. À, với lại chiếc nhẫn này nữa, trả lại cho đệ. Chỉ tại lúc đầu ta thấy đệ giàu có cho nên ta muốn sẵn tiện giơ lấy ít ngân lượng. Nhưng mà chúng ta đã kết nghĩa rồi, ta không được gạt đệ nữa, ta phải có nghĩa khí. Đại ca quả nhiên là tính tình trung hậu. Nhưng lúc nãy chúng ta đã thề, có phước cùng hưởng, có nạn cùng mang. Đồ của tiểu đệ cũng là đồ của đại ca. Chiếc nhẫn ngọc này đại ca cứ giữ lấy. Mấy thứ này tiểu đệ còn rất nhiều, không cần phải trả đệ. Thật hả? Thật chứ, chúng ta vừa mới thề mà. Chẳng lẽ huynh đang mong đệ bị trời đánh hay sao? Hey, chú thỏ ngốc như đệ hành tẩu giang hồ thì sẽ bị người ta bắt lấy đem nướng đó. Nhưng mà đệ yên tâm, bây giờ đã có đại ca, đại ca sẽ bảo vệ cho đệ. Được rồi, vậy sau này tiểu đệ phải nhờ vào đại ca chiếu cố. Yên tâm đi. Ngoan ha. Rất thơm. Dịch quay tới rồi. Để đây, ngon quá, ngon quá, ăn riêng đi. Đại gia dùng không thả. Chờ mày thôi đó. Khách quan à, khoan đã, xin lỗi nha, để dịch quay này đem nhầm bàn. Ê, rồi cứ để xuống đi, lộn đâu mà lộn, tôi có gọi mà. Thành thật xin lỗi, khách ở phòng bên cạnh cũng có gọi dịch quay, nhưng mà không đúng lúc thôi. Hôm nay chỗ chúng tôi chỉ còn lại một con thôi à. Vậy thì cũng là của tôi gọi trước mà, vì vậy dịch quay này cũng là của tôi. Hay là như vậy đi, mỗi món hôm nay cậu ăn tôi sẽ giảm cho 2 phần ngân lượng, ngoài ra tặng thêm cậu 2 món ngon nữa. Ai cần ông giảm, tiểu gia đây nhiều tiền. Thấy chưa, dạng thật đó nha. Cầm lấy đi, cầm lấy. Khách quan, vị khách bên kia lai lịch không nhỏ, tiểu dân không dám đắc tội, khách quan thông cảm cho. Thông
cảm cái gì mà thông cảm hả? Đi. Thiên hạ đệ nhất tửu lầu mà, sao ăn bữa cơm cũng theo thế lực. Tôi mặc kệ, tóm lại con vịt này của tôi. Đắc tội khách quan, con vịt này tôi phải mang đi. Đưa tôi. Buông ra. Buông ra. Ai vậy? Vịt quê của Trung Đường đại nhân cũng dám giành sao? Mang đi. Ta cũng không thích con vịt quay này cho lắm. Mang đi đi. Con vịt quay này đã bị ngươi ăn rồi, ta còn ăn được hay sao? Trời ơi, hôm nay ra đường sao không có ngày vậy chứ? Là cô? Không phải là tôi. Tiểu nha đầu, lần trước đến Xuân Phụng Viện cô đã bị ta dạch mặt một lần rồi. Lão nương biết vô số người, những trò giặt giảnh của cô qua mặt được lão nương sao? Ai... muốn ăn con bữa cơm sao khó dữ vậy không biết. Bắt ai lại cho ta. Đuổi theo. Đuổi theo tôi đi mama. Cô đừng có chạy đó. Đuổi theo đi. Không thấy gì nữa. Tôi bị mù rồi. Không thấy gì nữa hết. Bị mù rồi. Trung Đường đại nhân, tôi không mở bắt ả lại đi. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Trời ơi, có chuyện gì vậy? Thiệt là bị bắt. Sao bắt người ta vậy? Sao lại như vậy chứ? Đi. Quỳnh nói cái gì? Vị quan đã bị Ngao Bái bắt đi rồi à? Đúng vậy, Ngao Bái là đệ nhất dũng sĩ Đại Thanh, bên cạnh lại có thị vệ võ công cao cường, chúng tôi không dám ra tay tương cứu. Thiếu minh chủ, bây giờ phải làm sao? Tạm thời đừng làm gì hết, chờ tin tức ở tủ lầu, không được bước mây động rừng. Dạ. Vị quan cô nương, hầu tẩm không được mặc bất cứ y phục gì hết. Nếu cô đã tắm xong rồi thì mời bước ra, bọn ta sẽ quấn lụa đỏ cho cô, sau đó đưa cô tới tẩm cung của hoàng thượng. Không được mặc y phục hả? Đúng, dù chỉ là một món trang sức cũng không được mang. Không được, cần phải do bọn ta đích thân quấn lụa đỏ cho cô, sẵn tiện kiểm tra trạng thái da dẻ trên người của vị quan cô nương nữa, để xem có đột phát thì vết gì không, để phòng ngừa vị quan cô nương mang theo vật phẩm gì khác. Vậy làm sao được chứ, nam nữ thủ thủ bất thân. Hay là như vậy, các người ra ngoài trước, ta quấn lụa xong ta sẽ gọi. Thái giám kính sự phòng chủ yếu phụ trách những việc trong cung tẩm của hoàng thượng và tất cả phi tần hậu cung. Sau khi vị quan cô nương vào cung, chẳng lẽ chưa được học qua sao? Học thì có học rồi,
Nhưng có điều là bây giờ tôi vẫn chưa quen lắm. Dạ. Nè, các người. Vị quan tiểu chủ, cô biết khinh công sao? Cha của ta là võ tướng, cho nên ngay từ nhỏ ta đã theo người học. Công công, tôi cũng biết là quy tắc ở trong cung không thể phá được, nhưng mà có nhiều lúc cũng bàn bạc được mà, đúng không? Trước khi tôi vào cung, cha tôi có cho tôi mang theo ít tiền. Ngày mai tôi sẽ đa tạ hết ba vị công công, được không? Được rồi, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Tôi biết rồi. Dạ. Ê, khoan đã công công, ông cho tôi lấy khăn tay của tôi đi. Khăn tay của tôi công công, khăn tay của tôi. Vị quan cô nương, đừng nói là công khăn công. Tay một sợi tơ cũng không được mang theo. Khăn tay của tôi công công. Vị quan cô nương, lát nữa hoàng thượng sẽ tới đây lâm hạnh cô, tuyệt đối không được quên những quy tắc đã được học trước đây, cố gắng hầu hạ hoàng thượng. Được, kéo rèm đi. Dạ. Thì ra đây là tẩm cung của hoàng đế. Không biết rốt cuộc Long Đệ có nói với tiểu hoàng đế Khang Hy chưa. Khăn tay Trương Ca Ca chuẩn bị cho mình mất rồi. Lỡ như tiểu hoàng đế bất ngờ có ý đồ gì, tuôn giá thành thật, thì phải làm sao? Tiêu rồi. Trương Ca Ca mà thấy mình ăn mặc như vậy, chắc mình ấy sẽ tức chết. Hay là nhân lúc tiểu hoàng đế chưa tới, mình mau chóng trốn đi. Lỡ như tiểu hoàng đế tức giận muốn chém đầu mình, thì Long tiểu đệ có thể cầu xin giùm mình. Tính đi đâu đó? Ngươi là ai? Ngoài trẫm ra còn là ai được chứ? Ngươi là hoàng thượng. Ngươi là hoàng thượng sao phải đeo mặt nạ? Trẫm thích đùa một chút với các phi tần hậu cung lúc lâm hạnh để cảm thấy thú vị hơn thôi. Thần nữ dị quan khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Đứng lên đi, ở đây không có người ngoài, không cần phải đa lễ. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, thì ra người nhã nhặn như vậy. Tôi cứ nghĩ không, tôi nói sai rồi. Thần nữ là thần nữ. Không việc gì, ở đây không có người ngoài, chấm cho phép cô xưng là tôi. Vậy thì lúc nói chuyện sẽ tự nhiên hơn. Đúng rồi, lúc nãy cô định đi đâu? Tôi thấy căn phòng này
hơi bị tối, tôi tính ra ngoài tìm mấy ngọn đèn đem vào đây thắp thêm thôi. Lúc Trẫm lâm hạnh với Phi Tần, thích ẩm cung tối một chút. Ê, hoàng thượng, hoàng thượng, người đừng thổi tắt ngọn đèn cuối được không? Tôi sợ. Đừng có sợ, có Trẫm mà. Nhìn cô kia, rung lẩy bẩy hết rồi. Sợ Trẫm lắm sao? Tôi đâu có, chẳng qua là tôi thấy căn phòng này hơi lạnh. À, cô mặc ít như vậy thảo nào bị lạnh. Hay là vậy đi, cô vào long sàng của Trẫm nằm một chút, đắp chăn vào cho người ấm lại. Kêu mình lên giường, tiểu hoàng đế này quả nhiên chẳng tốt lành gì. Tôi thấy hết lạnh rồi. Vậy thì để Trẫm ôm cô, để sưởi ấm cho cô. Đúng là rất sợ Trẫm. Tôi nhưng mà Trẫm có nghe Long Tam nói, lá gan của cô cũng to lắm. Mỗi lần nhắc tới Trẫm trước mặt của hắn, chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt. Hoàng thượng, không phải tôi sợ người, chỉ là tôi sợ người đứng quá gần. Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Trẫm đã nói chuyện gì với cô? Không phải là tôi nói với người, mà là Long Tam nói với người. Người quên là lần này chúng ta chỉ tương kế tựu kế. Người giả vờ sủng hạnh tôi để cho Ngao Bá tin tưởng tôi thôi sao? Chuyện hầu tắm tối hôm nay là giả thôi, không phải là thật. Đúng là Trẫm với Long Tam có vạch ra sách lược tương kế tựu kế này. Chỉ là đêm dài dằn vặt, sao bỏ phí. Chúng ta cũng không cần diễn kịch, cứ để Trẫm lâm hạnh cô thật. Dù sao thì cả thiên hạ này có cô nương nào không muốn làm nữ nhi của Trẫm? Hoàng thượng, nữ nhi trong thiên hạ đúng là ai cũng ham vinh hoa phú quý. Nhưng mà đối với một số nữ nhi thì họ cảm thấy tranh sủng với 3.000 mỹ nhân trong hậu cung không bằng tìm một người tâm đầu ý hợp, sống tới răng long đầu bạc. Nên người quyền cơ đời đường nói, báo vật thì dễ có, tình lang lại khó tìm. Từ năm 13 tuổi thành thân tới nay, chưa có người nào dám nói với Trẫm những lời như vậy. Hoàng thượng, người giận tôi sao? Người không chém đầu tôi đó chứ? Trẫm là cuồng ma giết người sao? Hở một chút là chém đầu người ta. Lời cô nói không những không chọc giận Trẫm, mà ngược lại còn làm Trẫm thấy thích thú hơn nữa. Trẫm thấy chúng ta không cần phải diễn kịch vất vả nữa, cứ để Trẫm lâm hạnh nàng thật. Chờ kết thúc êm đẹp rồi, Trẫm phong cho cô làm quý nhân. Hoàng thượng, cô thấy vậy có được không? Hoàng thượng, Hoàng thượng, ai cho các ngươi vào? Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài thấy trong điện không thắp đèn, lại có tiếng đánh nhau, còn tưởng là có thích khách nên lập tức vào hộ giá. Thích khách gì chứ? Ở đâu có thích khách? Không có chỉ của Trẫm, ai cũng không được vào. Dạ, dạ. Được rồi, đừng động thủ nữa. Còn động thủ nữa, họ tưởng cô là thích khách. Cái đầu của cô phải dọn đi thật đó. Cô khóc cái gì? Hoàng thượng ức hiếp người ta. Trẫm ức hiếp cô khi nào? Là cô ra tay với Trẫm trước mà. Lần đầu tiên có một người dám động thủ với Trẫm trên long sàng của Trẫm. Chỉ sợ cô cũng là cô nương đầu tiên dám ở trên long sàng ra tay đánh nhau với một hoàng đế. Hoàng thượng cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng đã hứa rồi, mà hứa rồi còn ép buộc người ta. Người ta không muốn, phản kháng cũng không nhường, đánh hỏng lại, hù dọa người ta, lý nào lại vậy? Chẳng có quá đáng như cô nói không chứ? Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Nếu như bị thái giám bên ngoài mà nghe thấy, không biết còn tưởng Trẫm bắt nạt cô nương yếu đuối nữa. Vậy hoàng thượng ngồi xa chút, tôi không khóc nữa. Cô kêu ngồi xa là phải ngồi xa sao? Vậy chẳng phải mất mặt lắm sao? Long tiểu đệ, đệ đang ở đâu? Đệ nói hoàng thượng chính là quân tử, cuối cùng hoàng thượng lại bắt nạt cô nương yếu đuối. Thôi được rồi,
Đừng có khóc nữa. Trẫm không có tính toán với cô nương như cô. Tìm cái gì đó? Tôi muốn tìm khăn tay để lau mặt thôi. Long sàng làm gì có khăn tay. Trẫm không muốn truyền thái giám phiền chúng ta. Người tính làm gì nữa? Yên tâm đi, trẫm không có đụng tới cô. Đường đường thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, lau nước mắt cho cô. Coi bộ dạng của cô bây giờ kìa. Uống cho Long Tam gọi cô là lão đại. Giờ mà hắn thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài, không cười cô mới lạ. Thiệt ra những gì tôi nói với Long Tam đa số đều là nói khoác. Tôi không có dũng cảm như đệ ấy nói. Cũng không có nhiều kinh nghiệm giang hồ. Cũng chưa từng bị tên háo sắc nào bỡn cợt hết. Huống chi là bị tên háo sắc có quyền thế. Trêu người ta như vậy sao mà không sợ được? Trẫm đã nghe hết rồi. Cô nói cả một dòng, chủ yếu mắng trẫm là một tên háo sắc có phải không? Thần nữ không dám. Thần nữ không có nói vậy. Hoàng thượng ơi, thần nữ có thể xin hoàng thượng một chuyện được không? Nói ra nghe thử. Người có thể đừng đem chuyện tối hôm nay nói với Long tiểu đệ được không? Nếu như người nói với đệ ấy, sau này tôi không còn mặt mũi làm lão đại nữa. Nè, trẫm đâu có nhiều chuyện như vậy. Trẫm không có nói với hắn được. Nè, nhưng nếu như trẫm bảo vệ hình tượng của cô trước mặt huynh đệ kết nghĩa, cô đền đáp trẫm sao đi? Hoàng thượng, người là người có quyền thế nhất thiên hạ rồi, còn là người giàu có nhất nữa. Người giúp tôi làm chút chuyện nhỏ thôi, vậy mà bắt chẹt. Cô nương yếu đuối, không có một xu dính túi cũng được hả? Lại là trẫm không đúng nữa. Sao cô nói tới nói lui, chẳng là trẫm sai. Tiếng gì vậy? Cái bụng của tôi nó kêu. Tại hồi chiều này căng thẳng quá cho nên không có ăn tối. Bây giờ rất là đói luôn. Trẫm nhớ ra rồi. Sở thích lớn nhất của cô là ăn. Long Tam có nói với trẫm, bây giờ cô giúp trẫm làm việc, trẫm cũng không thể để cô đói được. Nói đi, muốn ăn cái gì? Đa tạ hoàng thượng, tôi ăn vịt quay, há cảo tôm tươi, bánh bò hấp, với lại thịt dê xào với nghệ, thêm món tố bát điệp, canh trân châu phỉ thúy, bánh bao thủy tinh, bánh đậu xanh và một bình rượu hoa quý. Hoàng thượng, sao người biết tôi thích những món đó? Cái này là Long Tam nói cho trẫm biết. Long Tam nói với trẫm, lần thứ hai hai người hẹn hò gặp mặt nhau, cô còn dành ăn với hắn nữa. Trẫm nghe thấy thú vị cho nên nhớ tới bây giờ luôn. Long tiểu đệ thối này, sau này không gặp hắn nữa, nói hết chuyện của người ta với người khác. Trẫm đâu phải là người ta, trẫm là hoàng thượng. Người đâu, thắp đèn truyền thiện. No rồi. Ăn xong rồi. Đa tạ hoàng thượng ân điển. Dọn xuống đi. Dạ. 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 Nhìn cô ăn uống cũng thú vị lắm. Một cô nương mà ăn được nhiều như vậy, cái bụng của cô nhỏ như vậy, làm sao mà chứa được hết nhiều đồ ăn như vậy. Nếu như nói về ăn uống, chắc cả hậu cung của trẫm không ai ăn nhiều bằng cô. Trời ơi, tại họ giả vờ thôi. Tại vì người là hoàng thượng mà, ở trước mặt của hoàng thượng họ cũng phải chú ý lễ nghi, cho nên khống chế sức ăn thôi. Mà Khổng Thánh Nhân cũng có nói, đời người có ba cái thú: thực, sắc, tính giả. Cho nên là thịt ăn ngon là một trong những cái thú của con người thôi. Nói rất hay. Thực sắc là bản tính con người. Bây giờ cái thú ăn ngon cô đã hưởng thụ rồi. Có cần hưởng thụ tới cái thú thứ hai hay không? Xem ra tên hoàng đế háo sắc này vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
ơi, nếu có khăn tay của Trương ca ca thì tốt rồi. Mình gạt cho hắn ta ngửi, để cho hắn ta ngoan ngoãn đi ngủ. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn có một nửa. Hay là lên long sàng của Trầm nghỉ ngơi một chút. Trời ơi, lại tính làm cái gì nữa hả? Hoàng thượng, tôi ăn no quá, thức ăn nghẹn lên cổ, tôi muốn vận động cho tiêu hóa được không? Được. Nếu mà cả chuyện này Trầm cũng không cho thì há chẳng phải là không biết thương qua Tuyết Ngọc hay sao? Cô muốn tiêu hóa bớt thì cứ tự nhiên đi. Tạ hoàng thượng ân điển. Tên háo sắc này đúng là kiên nhẫn thiệt. Hắn ta quyết tâm muốn ăn mình thiệt rồi. Mình đâu thể vận động như vậy cả đêm được. Bây giờ phải làm sao đây? Mệt chết đi được. Mệt rồi hả? Có cần lên long sàng của Trẫm nghỉ ngơi không? Ủa dạ hoàng thượng, tôi hình như ăn trúng cái gì rồi. Bụng của tôi đau quá. Lúc nãy tôi biết là tôi đã ăn nhiều thứ, bây giờ tôi đau quá. Cô đau bụng hả? Hay là Trẫm truyền thái y tới mắc mạch cho cô? Ê, không cần đâu, tôi về phòng nằm nghỉ chút là được rồi, không sao đâu. Nếu như cô muốn nằm nghỉ một chút á thì sao phải về phòng của mình nghỉ ngơi chứ? Long sàng của Trẫm cũng nằm nghỉ được vậy. Tôi không giống chút nào. Tôi bị đau bụng, có thể sẽ bị tiêu chảy. Bị tiêu chảy ở đây thì không ổn chút nào đâu. Cho nên tôi phải giữ hình tượng trước mặt của người chứ. Đúng vậy không hoàng thượng? Nếu như cô bị đau bụng muốn đi ngoài thì trong tẩm cung của Trẫm có sẵn thùng đồng vàng luôn, dùng đi. Tôi phải đi ở đây sao? Thôi không được đâu hoàng thượng, người cho thần nữ đi đi mà. Người ăn ngũ cốc sinh bách bệnh, ăn uống đi ngoài đều là chuyện bình thường. Nếu mà chuyện đó Trẫm cũng không chấp nhận được, tức là làm trái nhân luân. Cô không cần phải sợ, nếu như cô bị đau bụng thật thì cô cứ đi ngoài ở chỗ của Trẫm, Trẫm không hề ngại. Cô nhìn Trẫm làm gì? Hết cách rồi chứ gì, phải không? Tên hoàng đế háo sắc này muốn ăn mình hả? Không có cửa đâu. Ý, có rồi, mình có thể gạt được hắn uống rượu. Mình sẽ chuốc say hắn. Sao cô không nói tiếp đi? Có phải là lại nghĩ ra chiêu gì nữa không? Ý, hoàng thượng, hay là chúng ta hãy chơi xúc sắc uống rượu đi. Hay là gì? Chúng ta cược, nếu như người thắng tôi sẽ nghe lời người lên long sàng, còn nếu người thua phải xài Lý Công Công đưa tôi về phòng, được không? Có dám cược không? Đúng là lắm trò thiệt mà. Trước giờ không có ai dám chơi xúc sắc uống rượu với Trẫm hết. Được, Trẫm chơi với cô. Người đâu, mang một bình rượu và hai bộ xúc sắc. Dạ. Ê, khoan đã, mang một giò rượu. Hoàng thượng, muốn uống rượu thì phải uống cho đáng. Chung có lạ gì, chúng ta phải uống bằng chén. Được, vậy để Trẫm xem tửu lượng của cô tốt cỡ nào. Mất. Hoàng thượng thật ngại quá, người thua rồi. Uống, uống đi, uống đi. Hoàng thượng người thua rồi, uống tiếp. Lại thua nữa. Đây đây, để tôi rót cho người. Chờ thêm lần nữa nha. Hoàng thượng không ổn rồi, không ổn rồi. Đi đâu vậy? Người vẫn chưa uống rượu mà. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Để ta xem dung mạo hoàng thượng ra sao. Cho ta xem đi mà. Vị quan cô nương. Lý Công Công, hoàng thượng đã ăn giấc rồi, vị quan cô nương mời về cho. Nhưng mà tôi muốn ở lại thêm chút nữa. Hoàng thượng đã ăn giấc rồi, vị quan cô nương cô cũng về nghỉ đi. Tôi vẫn chưa thấy dung mạo của hoàng thượng mà. Nè, khiêng tôi đi như vậy hả?
Nè, cho tôi xem đi mà. Nè, tôi vẫn chưa thấy dung mạo của hoàng thượng. Nè, sao không cho tôi xem? Đúng là đáng ghét mà. Hôm nay nhờ có ngài giúp, cầm lấy, cầm lấy đi. Vì hoàng cô nương, cô thật rộng rãi quá. Hôm nay ta thấy hoàng thượng đối xử với cô nương còn đặc biệt hơn cả các vị cô nương nữa. Vì hoàng cô nương sau này nhất định sẽ được thành phụng hoàng. Ê, đà tạ Lý Công Công. Giả sử sau này hoàng thượng gọi tôi đi hầu tẩm nữa thì phải làm phiền Lý Công Công chiếu cố cho tôi. Chút thành ý này xin ngài nhận cho. Đợi sau này khi tôi được thành phụng thì tôi sẽ không quên ngài đâu. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Vì hoàng cô nương, thời gian không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi. Được rồi, được rồi. Ta đi được đây. Long tiểu đệ đúng thật là giờ còn chưa tới. Đúng là tức chết. Lão đại. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Lỡ bị ai nhìn thấy sẽ rắc rối lắm. Ta hỏi đệ, tại sao bắt ta đợi lâu như vậy hả? Ây da. Tỷ còn nói nữa, nếu như không phải tối qua tỷ thuốc cho hoàng thượng sai hả, thì hôm nay đệ phải trực, hoàng thượng chưa dậy làm sao đệ bỏ đi được chứ. Tên tiểu hoàng đế đó thật là không ổn, đòi đổ xúc sắc uống rượu. Ta ra tay hắn sẽ thua chắc. Có biết ta là ai không? Ta chính là Đỗ Thần không có địch thủ. Hắn thắng được ta sao? Đương nhiên là phải ngục. Tiểu đệ đã hiểu rồi. Lão đại của đệ chẳng những giỏi võ công hơn đệ mà bản lĩnh khác cũng cao hơn tiểu đệ nữa. Ê, đương nhiên, nếu không làm sao làm lão đại. Ê, qua đây, qua đây. Hả? Qua đây nói thử xem. Nặng mùi quá à. Sao cả người toàn mùi rượu vậy? Đâu có. Đệ có mùi rượu hả? Sáng nay súc miệng rồi mà. Tối qua lén uống rượu phải không? Thì phải. Đệ với chàng huynh đệ vừa uống rượu vừa đổ xúc sắc, thua rất là nhiều ngân lượng. Thua hết bao nhiêu? Nói chung bỏng lọc nửa năm đã mất hết rồi. Lão đại, tỷ phải giúp đệ đó nha. Yên tâm, ta là lão đại của đệ, chuyện của đệ là chuyện của ta. Ta sẽ dạy cho đệ vài chiêu, đảm bảo sẽ lấy lại ngân lượng, chịu không? Thật hả? Đương nhiên. Lão đại, có phải trò nào tỷ cũng biết không vậy? Cũng không phải. Dù gì lão đại cũng là tiểu cô nương mà. Tiểu cô nương nhà lành thì đâu thể nào thường xuyên chạy tới sòng bạc được, đúng không? Phải, phải, phải. Lão đại cũng là thục nữ mà. Cũng gần như là vậy. Lão đại, để nói cho tỷ biết nha. Bước tiếp theo, hoàng thượng vẫn sẽ triệu tỷ đi hầu để che mắt cao bái. Có phải tối qua hoàng thượng rất khách sáo với tỷ hay không? Đừng có nhắc nữa. Cái tên hoàng đế đó đúng là phong lưu háo sắc, lúc đầu cũng muốn động tay động chân nữa. Lão đại, tỷ có sợ tới phát khóc không? Sao mà có chuyện đó được. Ta là lão đại, võ công rất cao cường. Sau đó ta uống rượu cho xúc sắc, chín. Tiểu hoàng đế gục luôn. Lão đại trí dũng song toàn, tiểu đệ bái phục, bái phục. Cũng tạm thôi. Nè nè nè, có biết đây là gì không? Xúc sắc. Lão đại chỉ cho đệ vài chiêu, đảm bảo đệ sẽ lấy lại ngân lượng, thậm chí cả vốn lẫn lời. Nhưng mà chúng ta phải nói trước, ngân lượng mà đệ thắng được phải chia cho ta một nửa, biết chưa? Chuyện nhỏ, chia 5 năm. Như vậy thì còn được. Đau lắm đó. Thank you.
giờ an toàn rồi. Chuyện gì mà an toàn? Hoàng thượng. Không có gì. Hoàng thượng, nếu như người muốn nghỉ sớm, tôi sẽ lui ra. Người ngủ trên long sàng, rồi đợi sau một canh giờ bảo Lý Công Công khiêng tôi về là được rồi. Vẫn chưa tới canh hai mà chậm vẫn chưa muốn ngủ. Nói đi, tối nay muốn ăn món gì? Không giấu gì hoàng thượng, hôm qua ăn nhiều quá, kết quả hôm nay nhịn cả ngày không ăn được gì nữa. Có cần trẫm truyền thái y bắt mạch cho cô không? Ê, không cần, không cần đâu. Truyền thái y lại phải uống thuốc. Tôi uống thuốc từ nhỏ tới lớn, uống đến sợ luôn rồi. Trẫm thấy cô nhanh nhẹn khỏe khoắn, đâu có giống người có bệnh. Tại sao lại uống thuốc từ nhỏ? Tôi có một chứng bệnh đau đầu bẩm sinh. Mỗi lần phát bệnh tôi như muốn chết đi. Cha của tôi từng tìm nhiều lang trung cho tôi, nhưng mà toàn bộ lang trung đều nói không có thuốc trị. Chỉ có một người nói là trị được, nhưng đó lại là phương thuốc lạ. Hơn nữa thuốc dẫn này thật sự là quá khó để tìm. Thuốc dẫn gì mà lại khó tìm chứ? Nói cho trẫm biết, trẫm tìm cho cô. Đa tạ hoàng thượng, nhưng mà thôi bỏ đi. Tại sao lại thôi? Nói mau. Thuốc dẫn này chính là Long Châu. Long Châu? Long Châu là gì? Đó là nước mắt của hoàng thượng, là nước mắt của người đó. Nhưng người là hoàng thượng, người là thiên tử, sao có thể rơi lệ chỉ vì tôi chứ? Chuyện này đúng là có hơi khó. Thành thật mà nói, suốt bao nhiêu năm qua, trừ năm trẫm 8 tuổi, cha mẹ qua đời trong cùng một lúc, trẫm chưa từng rơi lệ bao giờ. Không sao đâu, đó chỉ là truyền thuyết, tôi không có để trong lòng, cho nên người không cần phải xem là thật. Người làm gì vậy? Tối qua trẫm thua không hay biết gì. Vì vậy tối hôm nay trẫm muốn lấy lại thể diện. Cô có dám chờ với trẫm thêm vài ván nữa không? Được thôi, nhưng mà tới lúc đó hoàng thượng thua không được nuốt lời. Cô yên tâm đi, mặc dù trẫm cũng có hơi mê sắc nhưng mà cũng có phẩm chất. Lại thua nữa, mau uống đi. Sao vậy? Có chơi thì có chịu chứ. Cô muốn lật lọng hả? Có vấn đề. Vấn đề gì? Chuyện này thật sự rất là kỳ lạ. Tại sao hôm nay thủ pháp đổ xúc sắc của hoàng thượng trở nên cao minh như vậy? Hôm qua đổ xúc sắc trong 10 ván, nhiều lắm người chỉ thắng 3 ván. Nhưng mà tại sao hôm nay lại ngang tài ngang sức với tôi? Vì buổi chiều hôm nay trẫm có đi tìm một vài thị vệ biết chơi xúc sắc để học. Trẫm là thiên tử thông minh, muốn học gì học sơ là biết. Nhưng mà cách đổ xúc sắc của người sao tôi thấy quen quá vậy hả? Có phải là Long Tam không? Đúng là đệ ấy. Đệ ấy dám đem bí kíp tôi truyền cho đệ ấy truyền lại cho hoàng thượng. Cô đừng có trách Long Tam. Tuy cô là lão đại của hắn, nhưng trẫm là chủ tử của hắn. Nếu trẫm hỏi hắn chuyện gì, hắn nhất định phải trả lời thật. Trẫm bảo hắn làm gì, hắn cũng phải làm. Hoàng thượng, Long Tam là người thật thà, người đừng bắt nạt đệ ấy. Quan tâm hắn vậy sao? Là vì tôi là người nhỏ tuổi nhất ở trong gia tộc, vì vậy khó lắm mới được làm lão đại. Hơn nữa đệ ấy còn rất sùng bái tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ cho đệ ấy. Được, trẫm biết rồi. Xem như nể mặt cô, trẫm sẽ không bắt nạt hắn nữa. Nhưng mà cô lấy gì để đa tạ trẫm? Hoàng thượng, bây giờ người rất giống với một lão già họ Chu tôi từng biết ở chốn quê nhà. Lão già họ Chu mà cô nói, tướng mạo rất giống trẫm sao? Tướng mạo không có giống, nhưng mà phong cách thì giống. Lão già nông thôn này sở dĩ được phát tài là bởi vì ông ấy tính rất là giỏi, nhắm đúng thời cơ, ăn xong bỏ chạy. Lý Dị Quang à, Lý Dị Quang, cô lại dòng do mắng trẫm. Thần nữ không dám. Do hôm qua hoàng thượng nói mà, người sẽ không vì một câu nói mà biến thành một ma đầu giết người. Vì vậy mà thần nữ mới nói đùa vậy thôi. Trời ơi hoàng thượng, thần nữ xuất thân thấp hèn, tính tình rất phóng túng, thiếu sự quản giáo của cha mẹ, vì vậy không có hiểu biết nhiều chuyện, không thể hầu hạ cho người. Hay là bây giờ người kêu Lý Công Công tới đón tôi đi, để tôi về trữ tú cung. Trẫm hiểu rồi. Cô muốn chọc giận trẫm, sau đó khiến trẫm đuổi cô đi.
Trẫm không có mắc mưu đâu. Tiếp tục đổ xúc sắc. Chúng ta đã nói rồi, nếu như cô thua, cô phải lên long sàng của trẫm. Bây giờ chưa phân thắng thua, mau. Trời ơi, nếu cứ tiếp tục chơi, hoàng thượng ngày càng nhung nhiễn hơn, mình sẽ càng chơi càng thua đậm. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Hoàng thượng, người muốn chơi tiếp cũng được thôi, nhưng mà người phải hứa một chuyện. Cứ nói thử xem. Lâu nay tôi vẫn chưa biết diện mạo của thiên tử, người có thể nào tháo chiếc mặt nạ xuống được không? Mấy hôm nay trẫm không khỏe nên có nổi vài nốt đỏ, không tiện mở ra. Hó, chẳng lẽ hắn thật sự rất xấu xí, không dám cho mình thấy. Hoàng thượng, chúng ta cũng đã uống nhiều rượu lắm rồi, hay là chúng ta lên long sàng của người nằm một lát nha. Lên long sàng của trẫm? À, cô không sợ trẫm làm gì cô sao? Không sợ, hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định nói sẽ giữ lời. Chuyện đó chưa chắc đâu. Tuy trẫm là thiên tử, nhưng trẫm cũng là nam nhân. Cô từng nói rất sợ tối mà. Đã có hoàng thượng, tôi sẽ không sợ tối. Không đúng, có vấn đề. Vấn đề gì chứ? Chẳng phải cô rất sợ ở gần trẫm hả? À, trẫm biết rồi. Chắc chắn cô đã nghĩ ra chiêu mới để mà đối phó với trẫm, phải không? Đâu có. Hoàng thượng, sao tôi ngửi thấy có một mùi hương rất lạ ở đây? Mùi hương? Long sàng làm gì có mùi hương gì? Nhưng mà cơ thể cô có một mùi hương rất nhẹ nhẹ. Hoàng thượng, hoàng thượng, tai như tai heo vậy, móng vuốt rồng. Không đúng, mình vội rung chuông làm gì chứ? Phải xem thử diện mạo của hoàng đế đã, lúc nào cũng đeo mặt nạ, bộ xấu lắm hả? Sao mà khó vậy chứ? Hoàng thượng đã yên giấc rồi, tiểu chủ cũng nên lui về nghỉ ngơi. Chờ một lát. Tên Long tiểu đệ này lại tới trễ nữa, ta sẽ dạy dỗ cho đệ biết tay. Lão đại, lại tới trễ nữa, lần nào cũng tới trễ. Tối qua chiến tích ra sao rồi? Không có làm hỏng nhiệm vụ. Tối qua để đòi lại cả vốn lẫn lời mà hôm trước để thua. Tỉ một nữa. Cũng khá. Cũng may là để cho ta tiền, dạo này ta cần phải dùng tiền. Lão đại à, ở trong hoàng cung này cũng có việc cần phải dùng tới tiền sao? Đệ không biết đúng không? Ta cho đệ biết, ở trong hoàng cung này á, chỗ nào cũng phải dùng tiền. Tối hôm qua nếu ta không dùng tiền mua chuộc Lý Công Công thì lão đại đây đã thảm rồi. Hôm qua làm sao? Chứ không phải hoàng thượng đi ngủ từ sớm hay sao? Tên tiểu hoàng đế đó rất là háo sắc luôn, sao ngủ sớm được chứ? Cũng may ca ca chuẩn bị cho ta một cái khăn tay có tẩm thuốc mê, ta lén lút đem bên mình lúc vào trong tẩm điện, sau đó làm cho tiểu hoàng đế hôn mê. Bằng không thì làm sao mà thoát thân được? Tỷ dám làm cho hoàng thượng hôn mê? Nếu như để cho hoàng thượng biết được chuyện này, tỷ, ca ca của tỷ và Lý Công Công, hai thái giám của Kính Sư Phòng đều phải chết. Chuyện này ngoài ta với ca ca chỉ có để biết, không còn ai biết nữa hết, không được nói dài. Lão đại, tỷ không nên nói ra, làm cho đệ khó xử. Nếu đệ nói lại với hoàng thượng, tức là bất nghĩa với tỷ. Nếu đệ không nói, là bất trung với hoàng thượng. Đâu phải là ta hãm hại hoàng thượng, ta tự vệ mà. Ê, đừng có vì chủ tử của đệ mà bán đứng ta đó. Nếu đệ dám làm vậy thật, thì ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với đệ. Lão đại à, không phải đệ nói tỷ, tỷ cứ làm sằng làm bậy. Nếu như không có đệ nói tốt cho tỷ, tỷ có mấy cái đầu cũng bị chặt hết trơn rồi. Ê, được rồi, được rồi. Chẳng phải ta cũng vậy sao?
Nếu không phải ta nghĩ cho đệ, sao phải nghe lời của ngao bái đó vào trong cung này làm gì? Tuy ta không giỏi võ công, nhưng mà ta biết khinh công, bỏ trốn cũng được vậy, chẳng phải là vì đệ sao? Được, để đền đáp tình nghĩa của tỷ đối với đệ, dù có chuyện gì đệ cũng phải ở trong Tử Cấm Thành bảo vệ cho tỷ. Nhưng mà đệ phải nói trước nha, tỷ không được làm chuyện gì quá đáng với hoàng thượng, tuyệt đối không được hại hoàng thượng. Còn bằng không thì đệ cũng không cứu được tỷ. Tỷ đã hiểu chưa? Hey, yên tâm đi, thiệt ra con người của ta cũng sợ chết lắm. Hơn nữa sao ta có thể liên lụy Long tiểu đệ của ta chứ? Vậy mới là lão đại chứ. Đầu của đệ giống cái trứng gà quá. Lão đại, hai đêm liên tục tỷ ở chỗ của hoàng thượng, tỷ thấy hoàng thượng ra sao? Tiểu hoàng đế này á hả, có một chút phong lưu, hơi háo sắc một chút, nhưng mà tính tình thì cũng được. Đối với ta cũng khá là khoan dung, nhưng mà quan trọng nhất là uống rượu và giỏi cờ bạc. Ta cho đệ biết, nhìn vào một con người, nếu người đó vừa giỏi uống rượu vừa giỏi cờ bạc thì cơ bản là không phải người xấu. Trước giờ chưa có ai bình phẩm hoàng thượng như vậy hết. Hoàng thượng mà nghe tỷ nói, chắc chắn người sẽ rất thích. Ê, chuyện này chỉ nói riêng với đệ thôi, không được nói dài đó nha. Đệ biết rồi, bí mật giữa hai chúng ta. Y phục của mình với khăn tay của mình đâu? Vị quan cô nương cũng không còn sớm nữa, phải tới tẩm cung của hoàng thượng rồi. Ê, khoan đã, Lý Công Công, y phục với lại khăn tay của tôi đâu? Vị quan cô nương, vô di cũng không cần dùng tới nữa, ta cũng đã cho cung nữ mang đi giặt hết rồi. Đừng mà, tôi còn phải dùng cái khăn tay đó. Lý Công Công, ngài hiểu mà. Vị quan cô nương, cô đang nói gì vậy? Ta không hiểu gì hết. Nhưng mà trước khi cô tiến cung, đáng lý là cha cô cũng dặn dò cô, sau khi vào hậu cung phải bớt nói lại, giữ quy tắc. Cô nên hiểu điều đó. Lý Công Công, chắc không phải ngài cố ý mang khăn tay của tôi đi chứ? Lúc cô tới tẩm cung cũng không được mang theo gì hết. Đây là quy tắc ở trong cung, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Tôi chết tiêu rồi, lần này thì tiêu rồi. Làm sao bây giờ đây? Đêm nay không có khăn tay, cái lão đáng ghét Lý Công Công nhất định là phát hiện trong khăn tay có thuốc mê, cho nên sợ bị liên lụy. Hoàng thượng, người đừng qua đây. À đâu, nếu hai hôm trước cô toan tính gì với trẫm thì trẫm bỏ qua hết cho cô. Nhưng là cô thất tính bội nghĩa trước, nên đừng trách trẫm không khách sáo với cô nha. Ê, khoan đã, làm sao người biết hôm qua tôi có toan tính? Long Tam nói đúng không? Long Tam chết tiệt, cái gì cũng nói hết, không chơi với hắn nữa. Cô đừng có quán trách Long Tam, nếu như không có hắn, sao cô tự tung tự tác vậy được chứ? Làm gì vậy? Muốn tỷ thí võ công với trẫm sao? Được, vậy thì trẫm tỷ thí với cô, mà trẫm hứa với cô sẽ không gọi thị vệ bên ngoài vào giúp. Khoan đã, hoàng thượng, người có biết tại sao thần nữ không chịu hầu tẩm người không? Cô nói với trẫm, máu vật dễ có, tình lang lại khó tìm, chẳng lẽ cô phải lòng ai rồi? Đúng vậy, trong lòng tôi đã thích người khác, mà hơn nữa người này hoàng thượng cũng biết đó, đó là Long Tam. Long Tam? Hắn là tiểu đệ của cô mà. Thì nói vậy thôi, nhưng mà nam nữ khác biệt, làm sao tôi có thể xem đệ ấy là tiểu đệ được? Với lại ngay từ đầu tôi thích đệ ấy rồi. Hoàng thượng, nếu như người muốn tranh giành thì tôi đành phải vì Long Tam sẽ thủ tiết tới chết. Cô chấp nhận chết vì hắn? Đúng vậy. Hoàng thượng, Long Tam là tâm phúc của người mà. Từ xưa tới giờ, một hoàng đế thánh minh đều không có ai tranh giành, cưỡng đoạt nữ nhi của thuộc hạ, ngược lại còn cố gắng tác thành nữa. Mà huống chi hậu cùng hơn 300 mỹ nữ, cần gì phải vì một tú nữ nhỏ bé như tôi mà làm tổn thương Long Tam.
Vậy làm sao cô dám chắc là Long Tam cũng thích cô? Tuy là tôi không biết trong lòng đệ ấy có thích tôi hay không, nhưng mà tôi dám khẳng định là trong lòng của đệ ấy tôi cũng có một vị trí rất quan trọng. Lão đại. Lão đại. Lão đại. Sao tỷ không trả lời? Tại sao phải trả lời? Rõ ràng chúng ta đã nói rõ không được đem bí mật của mình nói với tiểu hoàng đế háo sắc, sao đệ lại nói hả? Lão đại, đệ bị quan, đệ muốn tốt cho tỷ thôi. Tỷ nghĩ tỷ dùng khăn tay làm cho hoàng thượng hôn mê, hoàng thượng không nghi ngờ sao? Nếu như tối ngày hôm qua tỷ cố ý tái phạm, hoàng thượng phát hiện, mạng của tỷ khó giữ được. Cho nên đệ mới tìm Lý Công Công và ông ấy lấy khăn tay của tỷ, rồi tới gặp hoàng thượng cầu xin cho tỷ. Không ngờ tỷ còn trách đệ nữa. Chó cắn lả đồng tân, không biết người có lòng. Đệ nói là thật hay giả? Đương nhiên là thiệt rồi. Chúng ta là huynh đệ kết bái, sao đệ lại gạt tỷ? Uống qua lại uống rượu nữa. Đâu có. Sao mà ngày nào cũng cờ bạc uống rượu được chứ? Nè, chẳng qua là tối ngày hôm qua ngồi một mình ở trong phòng thấy vui nên uống vài chung. Hả? Có chuyện gì mà vui vậy? Nói ra thử đi. Hôm qua tỷ về Trữ Tú Cung rồi, hoàng thượng có truyền đệ tới, đem hết những gì tỷ nói kể cho đệ nghe. Ngay từ đầu tôi đã thích đệ ấy. Hoàng thượng, nếu như người muốn tranh giành thì tôi đành phải vì Long Tam sẽ thủ tiết tới chết. Cho nên lão đại, chuyện tỷ nói với hoàng thượng là thật phải không? Ta sợ hoàng thượng tuồng giả làm thật, cho nên ta mới gạt người thôi. Long tiểu đệ, đệ đừng hiểu lầm nha. Tỷ gạt hoàng thượng? Đúng vậy. Đệ coi, nếu không đem đệ ra làm kim bài lệnh tiễn, chắc hoàng thượng đã ăn ta mất rồi. Vậy tỷ đối với đệ? Ta với đệ đương nhiên là hảo huynh đệ rồi. Đệ là tiểu đệ của ta, còn ta là lão đại mà. Sao vậy? Giận ta hả? Không phải đệ giận, có thể là tỷ chưa biết yêu, có nói cũng không thể hiểu, hoặc là do bản thân tỷ đang giả ngốc, cho nên để có nói gì tỷ cũng không hiểu được. Không phải trước giờ hai chúng ta vẫn rất tốt sao? Hai chúng ta là huynh đệ, sống chung như vậy chẳng phải rất thoải mái sao? Đó là trước đây, đó là lúc đệ tưởng tỷ là nam nhi, nhưng tỷ bây giờ là một cô nương xinh đẹp hoạt bát đáng yêu, sao để có thể xem tỷ là huynh đệ được chứ? Long tiểu đệ à, tại ta quên nói với đệ, thật ra từ nhỏ ta đã có hôn ước với người khác. Vậy tỷ yêu người đó lắm có phải không? Vì người đó hoàng thượng lâm hạnh tỷ cũng không cần, đối với đệ càng không để ý. Cũng không phải là vậy, mà từ nhỏ bọn ta đã có hôn ước với nhau. Ta với huynh ấy là thanh mai trúc mã, huynh ấy rất là tốt với ta, ta cũng rất là thích huynh ấy. Nhưng mà ta không biết thứ tình cảm của ta có giống tình cảm nam nữ của hai người nói hay không. Để nhìn ra được chuyện tỷ nói là thật. Vậy có phải dù ra sao, dù tình cảm đó của hai người là gì, tỷ cũng gả cho huynh ấy không? Vị hôn phu của ta trước đây rất là giàu có, rất có quyền thế, nhưng sau này nhà của huynh ấy sa sút, huynh ấy luôn một lòng muốn thành gia lập nghiệp, thành gia trước mới thành thân, cho nên ta phải chờ huynh ấy, không thể gả cho người khác. Được rồi, đệ hiểu rồi. Vậy mà hoàng thượng cứ tưởng thật, người nói với đệ, nghĩ tới cảm nhận của đệ, bắt đầu từ đêm nay không chịu tỷ hầu tẩm nữa. Hí, thật sao? Ê, vậy tốt quá rồi Long tiểu đệ. Cũng nhờ có Long tiểu đệ, nếu không thì trong cung không có ai bao che cho ta nữa. Cho nên trong lòng của tỷ, ấn tượng đối với Long tiểu đệ ít nhất cũng tốt hơn hoàng thượng phải không? Ê, đương nhiên rồi, tỷ đệ chúng ta mới gặp đã quen, hoàng thượng mà đòi kết bái với ta thì ta cũng không thèm. Sao hoàng thượng kết bái với tỷ được chứ? Hoàng thượng là vua của một nước,
không thể kết bái với tỷ được, càng không thể có phúc cùng hưởng, có quả cùng gánh. Cũng đúng ha, hoàng thượng cũng đáng thương lắm. Tỷ nói hoàng thượng đáng thương? Đúng vậy. Lần đầu đệ nghe có người nói như vậy. Thì người là hoàng thượng, là vua của một nước, nhưng có điều không có ai xem người là bằng hữu thật sự, cũng không có cô nương nào thật sự yêu thương người. Nhưng mà đệ thì khác, tuy đệ không phải là hoàng thượng, nhưng mà bên cạnh đệ chắc chắn sẽ có rất nhiều bằng hữu, cũng có rất nhiều cô nương thật lòng yêu thương đệ. Có thể sao? Tiếng ảnh cô nương, hay là tôi với ca ca cô cưỡi ngựa, cô lên xe ngựa ngồi đi. À, Ngô công tử à, để tôi cưỡi ngựa, huynh ngồi xe đi. Vậy có sao được, ai là để nữ nhi cưỡi ngựa vất vả, còn mình thì ngồi trên xe ngựa. Muội muội, công tử đã có ý tốt rồi, muội đừng từ chối nữa. Ừ, mời. Đây, tôi đỡ cô. Truyền khấu dụ hoàng thượng phong tú nữ vị quan cô nương làm đáp ứng, dọn đến Vĩnh Hòa cung. Tạ ơn hoàng thượng ân điển. Đứng lên hết đi. Vị quan, cô hầu tẩm liên tục 3 ngày, chúng tôi còn tưởng hoàng thượng sủng ái cô lắm, nhưng không ngờ lại phong cho một chức đáp ứng cấp bậc thấp nhất. Đáp ứng thì là đáp ứng thôi, chức gì đối với tôi cũng vậy. Vị quan cô nương, cô cũng không cần buồn bã. Từ lúc hoàng thượng thân chính tới nay, chưa bao giờ truyền cùng một người tới hầu tẩm trong 3 ngày. Đủ thấy hoàng thượng đối với vị quan cô nương cũng rất đặc biệt. Tuy chỉ là tạm thời phong chức đáp ứng, nhưng có lẽ vị quan cô nương có chỗ nào khiến cho hoàng thượng không hài lòng. À, chỉ là hoàng thượng răn đe một chút thôi, chỉ cần vị quan cô nương có thể rút ra bài học, ta nghĩ hoàng thượng sẽ có ân chỉ. Ai cần lấy lòng hoàng đế háo sắc đó. Tôi đâu có bận tâm tới chuyện cấp bậc. Vĩnh Hòa cung là chỗ của Tuyết tỷ tỷ, vô tình tiểu hoàng đế sắp đặt mình tới Vĩnh Hòa cung, còn tốt hơn cho mình làm hoàng hậu có cung riêng. Vị quan cô nương, chỗ bên Vĩnh Hòa cung đã sắp xếp ổn thỏa rồi, phiền cô đi theo nô tài. Làm phiền Lý công công. Đúng là không ngờ hoàng thượng lại sắp xếp muội ở Vĩnh Hòa cung. Lần này tỷ muội chúng ta có thể ngày đêm bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau. Đúng vậy, thiệt ra muội ghét tiểu hoàng đế đó lắm, cuối cùng hắn sắp đặt như vậy muội hết ghét. Lại nói linh tinh nữa rồi. Lục sư phụ, bây giờ không có ai, người ngồi xuống đi. Lý nào đồ đệ thì ngồi, còn sư phụ thì đứng như vậy. Hoàng Nhi à, ở đây là Tử Cấm Thành, không phải là Minh Châu Cốc. Ở đây không có sư phụ đồ đệ, ở đây chỉ có Lệ quý nhân, quan đáp ứng và Tuyết Mama. Còn phải nhớ kỹ điều này nha, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nhớ kỹ, cố gắng thích nghi với cuộc sống trong cung, thận trọng dè dặt, phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Đồ Nhi biết thôi rồi. Thôi đó, lại xưng Đồ Nhi nữa. Nếu để người ngoài nghe thấy được, không biết là con sẽ gây ra quả gì nữa. À, trời, Mama yên tâm, vị quan chỉ là chưa quen với thân phận mới thôi, con sẽ từ từ chỉ cho mùi ấy. Đa tạ Lệ quý nhân. Nè, mà nói nghiêm khắc, quy tắc ở trong Thanh cung phải tam phẩm trở lên mới có tư cách làm chủ một cung, vào ở chính điện. Trước mắt ta vẫn chỉ là một quý nhân thất phẩm, nên chỉ được ở trong điện nhỏ. Nhưng mà cũng may ở Vĩnh Hòa cung chỉ có ta là tiểu chủ, không cần phải sống chung với những phi tần khác phiền phức. Kể ra đây cũng là ưu ái của hoàng thượng rồi. Nhưng mà Tuyết tỷ tỷ, có câu gần vua như gần hổ, tỷ ở trong cung hầu hoàng thượng có phải vất vả lắm hay không? Vì đại nghiệp khôi phục Đại Minh, có khổ hơn cũng chẳng đáng là gì. Ủa, đứng lại. Nhìn y phục của cô có lẽ là đáp ứng ha, sao lại không hiểu phép tắc chạy tới tận ngự thư phòng? Ý, ông sao nhìn ông quen quá vậy chứ? À, tôi nhớ ra ông rồi. Thì ra ông cũng làm thị vệ, làm việc ở ngự thư phòng sao? Long Tam đâu? Tôi muốn gặp Long Tam. Cô là... Ông quên tôi rồi hả? Này, cách đây khoảng 3 tháng, lúc đó hình bộ đang áp giải Khâm Phạm ra phố chợ xử trảm, chúng ta đã từng gặp nhau. Lúc đó ông đi với Long Tam, ông đã nhớ ra chưa? Ê, tránh ra. Nè, làm cái gì vậy hả?
Là cô? Ừ, là tôi nè. Cô là nữ nhân sao? Ừ. Còn vào cung làm đáp ứng nữa. Ê, Long Tam đâu? Long Tam? Chẳng lẽ cô không biết Long Tam chính là... Tôi biết chứ. Long Tam chính là ngự tiền thị vệ, làm việc ở ngự thư phòng. À, Long Tam nói vậy với cô hả? Ừ. Ta hiểu rồi. Hôm nay Long Tam đi vắng, cô thân là đáp ứng, cũng là người ở trong hậu cung, không được tuyên triệu, không được tới ngự thư phòng, tránh kinh động tới thánh giá. Bây giờ hoàng thượng sắp sửa bãi triều tới ngự thư phòng rồi. Ha, cô mau lui về đi. Ờ, Long Tam không có ở đây, đi thì đi thôi. Hoàng thượng đâu có dễ gì bị kinh động thánh giá. Ý, hoàng thượng tới rồi, mau mau mau. Cô nhìn thấy hoàng thượng tại sao lại không quỳ? Đây là hoàng thượng. Nè Lý Công Công, tiểu đáp ứng này chính là... Chuyện của hoàng gia đừng hỏi cũng đừng bàn. Nè, rốt cuộc đệ là ai? Đệ là hoàng thượng hay Long Tam? Đệ không phải là hoàng thượng, đệ là Long Tam. Vậy tại sao họ gọi đệ là hoàng thượng còn quỳ trước mặt của đệ nữa? Đệ thật sự không phải hoàng thượng, chỉ tại tướng mạo và giọng nói của đệ giống với hoàng thượng, vì vậy bị hoàng thượng chọn làm người thế thân. Đệ là thế thân của hoàng thượng? Phải, đệ chỉ là thế thân của hoàng thượng. Đại thanh của chúng ta mặc dù vào quan mấy mươi năm, nhưng mà nền tảng chưa vững, hoàng thượng lại còn nhỏ tuổi, vừa thân chính chưa lâu. Dù là bọn Dương Nghiệt tiền triều hay bọn quyền thần muốn mưu triều xoán gì, đều muốn ám sát hoàng thượng. Chẳng hạn như tên Ngào Bái dám giết cả đại thần Tô Khắc Thác Cáp, còn cấu kết thái giám hạ độc hoàng thượng. Vì vậy hoàng thượng thường kêu đệ giả làm hoàng thượng. Ta biết ngay mà, làm ta sợ chết đi được. Sao đệ làm hoàng thượng được chứ? Nếu đệ mà là hoàng thượng thì làm sao có chuyện nửa đêm nửa hôm đi trộm thức ăn, còn kết nghĩa với ta nữa, đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Vì vậy ba đêm hầu tẩm hoàng thượng, người không cho ta thấy mặt, cứ đeo mặt nạ, sợ ta phát hiện, đúng không? Đúng vậy. Bây giờ tỷ đã hiểu rồi đó, tại sao trong hoàng cung không ai biết người tên Long Tam. Tại vì đệ không phải thị vệ thông thường, đệ không đứng gác, chỉ khi nào cần thiết đệ sẽ thay thế hoàng thượng. Vậy cũng có nghĩa là đệ là thế thân của hoàng thượng. Vậy đệ phải đỡ đau cho hoàng thượng rồi. Đệ thân là thần tử, đương nhiên là phải hiếu trung. Hơn nữa hoàng thượng tốt với đệ, đệ cũng cam lòng tình nguyện phục vụ cho hoàng thượng. Long tiểu đệ, tội nghiệp đệ quá. Đệ làm thế thân của hoàng thượng, hoàng thượng tốt với đệ cũng chỉ vì muốn đệ bán mạng cho hắn thôi. Từ xưa tới nay mọi hoàng đế đều y chang nhau, lúc nào cũng tư lợi, toàn máu lạnh vô liêm sỉ. Lão đại, đừng nói xấu hoàng thượng trước mặt đệ, sẽ làm khó cho đệ lắm. Ê, sao hôm nay tỷ tới ngự thư phòng tìm đệ vậy? Còn nói nữa hả? Bỏ mặt ta mấy ngày, ta có chuyện quan trọng muốn nói với đệ. Có chuyện quan trọng? Hoàng thượng vừa biết Lệ Phi bị hành thích thì đã nghi Ngao Bái. Không ngờ đúng là hắn thật. Là hắn chứ còn ai nữa. Tên Ngao Bái này cấu kết thái giám, hành thích phi tần, đúng là to gan bằng trời, không xem hoàng thượng ra gì. Lão đại, chỉ tại tỷ không biết, Ngao Bái nắm triều đình nhiều năm, trên dưới triều đình, trong ngoài hoàng cung đều có thế lực của hắn. Hoàng thượng âm thầm cho người điều tra mấy ngày, cũng không có cách nào nắm được cán. Hả? Chẳng lẽ bỏ qua vậy sao? Nhỏ không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn, bây giờ chưa phải lúc trở mặt với hắn ta, vì vậy chỉ đành xem như không hay biết gì. Tên Ngao Bái này tặc tâm không bỏ, còn ép ca ca ta hành thích Lệ quý nhân. Tỷ phải nói với ca ca của tỷ, đừng nghe theo lệnh của Ngao Bái. Hoàng thượng đã âm thầm tìm cách diệt trừ Ngao Bái rồi, vì vậy
phải nhờ ca ca của tỷ qua loa với Ngao Bái kéo dài thời gian. Ê, yên tâm đi, ca ca của ta không nói giáo cho giặc đâu. Nhưng mà kế hoạch của hoàng thượng liệu có khả thi hay không? Có nguy hiểm hay không hả? Lão đại à, hoàng thượng người không phải là phường háo sắc phong lưu đâu. Tuy nhiên người còn trẻ tuổi, nhưng cũng có dụng có mưu, cũng gọi là một đấng minh quân. Ai, Long tiểu đệ à, đệ đúng là có cái số làm nô tài cho người ta. Bây giờ là lúc nào rồi, còn nói giúp cho chủ tử của đệ. Một người giống như hắn làm gì có kế hay. Theo như ta suy đoán thì hoàng thượng không xem tính mạng của đệ ra gì đâu. Trong lúc nguy hiểm đệ ra đỡ đau, đệ chết thế biết chưa hả? Tỷ đừng nói xấu hoàng thượng trước mặt đệ nữa, làm đệ khó xử lắm. Được, chính vì ta xem đệ là huynh đệ nên ta mới nói thẳng với đệ luôn. Nếu như mà đệ không muốn ta nói thật, vậy thì sau này ta nói dối cho đệ nghe thôi. Được rồi, đệ không có nhỏ nhen tới như vậy. Ngay cả lời nói của một tiểu cô nương mà cũng muốn chấp nhất. Đệ biết sở dĩ tỷ mắng hoàng thượng là vì lo cho đệ, phải không? Hay, đương nhiên rồi. Long tiểu đệ, ở trên thế gian này, ngoài người thân của ta ra, đệ là người thân với ta nhất. Đệ nghe lời ta, đừng có bán mạng cho hoàng thượng gì đó, chủ tử gì đó nữa. Lúc gặp nguy hiểm thì đệ phải bảo vệ cho mình, chứ đừng có làm kẻ ngu trung, biết chưa? Được, tỷ cứ yên tâm đi. Đệ có thể nói nhỏ cho tỷ biết kế hoạch của hoàng thượng. Đệ nói ta biết kế hoạch của hoàng thượng, chuyện quan trọng như vậy, không sợ ta tiết lộ ra sao? Trong chốn hoàng cung này, ngoại trừ hoàng thượng và thái hoàng thái hậu, tỷ là người mà đệ tin tưởng nhất. Ai kêu tâm tư của tỷ đơn thuần nhất chứ? Lý Đức Phúc, được quan đáp ứng về Vĩnh Hòa cung. Dạ. Thật không ngờ Khang Hy lại cẩn thận tới như vậy, chuẩn bị kẻ thế thân cho mình ở trong cung. Trong kế hoạch vào cung của chúng ta, bước đầu tiên là lấy Tráp Đồng, bước thứ hai chính là hành thích Khang Hy. Phải lên kế hoạch cẩn thận, phân biệt rõ ai là thế thân, ai mới là Khang Hy thật, để hành động là thành công. Chuyện này chắc phải nhờ sư muội tìm cách thăm dò hành tung của Tam Long, xem thử lúc nào hắn sẽ giả dạng Khang Hy và làm sao phân biệt được sự khác biệt giữa họ. Thực ra cũng không có gì khó hiểu. Ít ra người đi gặp các phi tần trong cung không thể là thế thân. Tới lúc lấy được Tráp Đồng, nếu như hắn triệu con đi hầu tẩm thì con có cơ hội ra tay. Lục sư phụ, kế này tuy có thể hành thích thành công, nhưng mà bỏ qua an nguy của Khuynh Thành không phải là thượng sách. Được đại sư huynh lo lắng, có nguy hiểm cũng xứng đáng. Nhưng mà đây chỉ là kế hoạch thứ hai sau khi lấy được Tráp Đồng, vẫn còn rất sớm. Bây giờ chúng ta phải suy nghĩ bước tiếp theo đi như thế nào. Khang Hy phái vài tên tiểu tử đấu vật đi để bắt Ngao Bái. Kế hoạch này còn nguy hiểm hơn cả kế hoạch hành thích của chúng ta nữa. Hay là con nói cho Ngao Bái biết kế hoạch lần này của tên Khang Hy, Ngao Bái sẽ không ngồi chờ chết. Tới lúc đó quân thần đấu đá, dù ai thắng ai thua, chúng ta vẫn là ngư ông đắc lợi. Ừ. Gì chứ, Khang Hy đang âm thầm huấn luyện vài tên tiểu thái giám, tiểu thị vệ đấu vật, muốn dùng trò đấu vật để bắt được lão phù. Nguồn tin này có đáng tin không? Khang Hy đã nghi ngờ kẻ chủ mưu hành thích Lệ Quý Phi chính là Trung Đường đại nhân. Vì vậy ra sức bảo vệ Lệ Quý Phi. Tiên chức đã tìm mọi cách nhưng mà không thể ra tay. Tên Khang Hy tuổi trẻ trí già, nếu như hắn thật sự muốn bắt lão phù, hắn sẽ không tiết lộ nửa lời với bất cứ người nào. Huống hồ gì lão phu là đệ nhất dũng sĩ đại thành, tên Khang Hy đâu thể chỉ dựa vào mấy tên tiểu tử đấu vật thì có thể bắt được lão phu. Kế hoạch của hắn thật sự như trò đùa. Nói không chừng bọn chúng đang muốn cầu cá thôi, muốn cho lão phu chủ động căng cầu. Nếu như lão phu ra tay trước, vậy sẽ trúng kế của bọn chúng, hắn sẽ có thể giành chính ngôn thuận, hạ chiếu bắt lão phù. Trung Đường đại nhân suy nghĩ thấu đáo, thì chức khâm phục. Nhưng mà ta tin là có, đừng tin là không. Nếu hoàng thượng muốn gặp riêng đại nhân, đại nhân phong bị cẩn thận tốt hơn. Lão phù là đệ nhất dũng sĩ đại thanh, không phải là hư danh đâu.
Làm sao lại đi sao và tên tiểu tử biết đâu vật đó chứ. Huống hồ vì lão phu cũng đã bố trí rất nhiều tử sĩ tâm phúc trong cung. Nếu tiểu tử Khang Hy thật sự dám mạo hiểm trở mặt với lão phu thì lão phu sẽ khiến cho hắn hối hận không kịp. Hoàng thượng, quan đáp ứng đã đến. Vị quan xấu kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Là đệ hả? Long tiểu đệ. Thị vệ như đệ còn dám giả làm hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn giống hệt như Long Tam. Làm sao thì biết đệ là Long Tam không phải là hoàng thượng chứ? Sao ta không biết cho được chứ? Ôi, hoàng thượng từng triệu ta 3 lần. Mặc dù trong phòng rất là tối, lại còn đeo thêm mặt nạ nữa, nhưng mà ta có thể nhìn thấy đôi mắt. Ánh mắt của hắn rất khác với ánh mắt của đệ. Ánh mắt của đệ nhìn dịu dàng, thân thiện, còn hắn thì không. Ánh mắt của hoàng thượng nhìn tỷ rất lạnh lùng xa cách sao? Cũng không phải. Ánh mắt của hoàng thượng nhìn ta có cảm giác giống như đang nhìn con thú muốn săn. Ghê lắm, ta nói không được đâu. Tóm lại là cảm giác đó rất lạ. Ta chỉ cảm thấy đó không phải là người đàng hoàng. Nếu không phải ánh mắt khác nhau thì ta sẽ không nhận ra. Ý, phải rồi, sao gọi ta đến đây? Lần này để gọi tỷ tới đây là để từ giả tỷ. Từ giả hả? Để định đi đâu? Tỷ có còn nhớ lần trước để nói với tỷ về kế hoạch bắt Ngao Bái không? Ngày hôm nay chính là ngày kế hoạch bắt đầu. Hoàng thượng đã tuyên triệu Ngao Bái gặp riêng hoàng thượng ở ngự thư phòng. Vì vậy để phải đích thân ra tay cùng với các thị vệ và các thái giám được huấn luyện cùng nhau bắt Ngao Bái. Cái gì? Để đích thân ra tay với hắn? Hắn là đệ nhất dũng sĩ. Nếu như đệ ra tay thì đệ sẽ chết chắc rồi. Ngày nào chưa diệt trừ hắn thì ngày đó hoàng thượng không thể thân chính. Hơn nữa Ngao Bái tay nắm quân quyền, hoàng thượng không dám hạ chỉ để bắt hắn. Nhưng tên Ngao Bái này ý mình võ công cao, tính cách vô cùng cao ngạo, hắn sẽ không thể ngờ rằng hoàng thượng tìm người đấu vật để bắt hắn tại trong cung. Như vậy làm cho hắn bất ngờ, có khả năng thành công. Hơn nữa hoàng thượng còn sắp xếp Lý Công Công bỏ thuốc vào trong chung trà. Sau khi Ngao Bái uống vào, nội lực sẽ mất hết. Lý Công Công? Hoàng thượng kêu Lý Công Công giúp đệ? Phải. Lý Công Công đã vào cung từ nhỏ, từng hầu hạ Thái Tổ Hoàng Đế và Tiên Hoàng, được Thái Hoàng Thái Hậu tin tưởng. Nhưng mà Lý Công Công... Sao vậy? Thôi bỏ đi. Bỏ đi, không có gì đâu. Long tiểu đệ à, đệ đừng có ngốc như vậy. Đệ đừng bán mạng cho hoàng thượng mà. Chắc chắn đệ sẽ bị chết đó. Đệ đừng đi được không? Vì vậy để kêu tỷ tới đây là để từ giả. Dù gì thì trong suốt bao nhiêu năm qua, tỷ là người có quan hệ đặc biệt nhất. Kiếp này đệ chỉ có thể làm Long tiểu đệ, làm huynh đệ kết nghĩa của tỷ. Nhưng mà kiếp sau đệ muốn làm Thanh Mai Trúc Mã. Lão đại, sao tỷ lại khóc chứ? Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa. Đã nói cô phúc cùng hưởng, có họa cùng mang. Nếu đệ đi nộp mạng, dựa vào võ công của ta, thật sự ta không thể cứu đệ được. Nếu như đệ chết đi thì ta cũng sẽ chết theo luôn. Nhưng mà ta vẫn chưa muốn chết. Ta còn nhiều món ngon chưa được ăn, vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa thể hoàn thành mà. Vậy thì đừng có đi chết theo đệ. Để đệ chết một mình là được rồi. Dù gì ở chốn cửu tuyền đệ cũng không trách tỷ, cùng lắm là biến thành quỷ dữ bám theo tỷ. Nói bậy. Đệ biết rõ trong lòng người ta rất lo cho đệ, đệ còn nói mấy câu đó nữa. Lão đại, được rồi, đừng khóc nữa ha. Kế hoạch này chưa chắc nó sẽ bị thất bại, có lẽ sẽ thành công. Từ giả xong rồi, tỷ về chỉnh hòa cung trước, chờ tin của đệ. Long tiểu đệ, chỉ còn cách đó thôi sao? Không thể có cách nào khác được hả? Cần phải qua được ải này, hoàng thượng mới là một con rồng. Nếu không qua được
hoàng thượng chỉ là một con sâu. Vậy để chờ ta một lát. Tiên định làm gì? Ê, đệ không được vô. Ta không cho đệ vô thì đệ không được vô. Hả? Không được vô đi. Lão đại, vẫn chưa xong nữa à? Tỷ không ra, ngao bái sẽ tới đó. Ta biết rồi mà. Ta ra ngay. Lão đại, đệ vào đó nha. Lão đại, tỷ xong chưa? Lão đại, chắc không phải tỷ thấy đệ sắp chết rồi cho nên định hiến thân đâu hả? Bậy 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 bậy. Sao đệ lại trở nên háo sắc như hoàng đế rồi hả? Đúng là gần mực thì đen. Nè, cho đệ đó. Đây là áo giáp kim tầm ngao bái đưa cho ta. Nghe nói là thương đao bất nhập, nước lửa bất xâm. Dù gì ta cũng không cần đâu, nên cho đệ mặc, ít ra có thể bảo vệ đệ. Thơm quá. Lão đại, trên này có mùi hương và hơi ấm của tỷ. Nè, sao đệ nhìn ta với ánh mắt háo sắc đó hả? Làm vậy rất thấp kém đệ biết không? Ừ. Mau mặc vô đi. Trước đây ta luôn mặc trong người, dù gì cũng không dùng tới. Sau này đệ mặc vào có thể bảo vệ chỗ quan trọng. Nếu đã là y phục tỷ từng mặc, đương nhiên đệ phải mặc. Hay là tỷ mặc giùm đệ. Đệ nói lung tung cái gì vậy hả? Ta mặc kệ đi. Hey, lão đại. Nè. Lão đại. Ta là lão đại, còn đệ là tiểu đệ. Vì vậy đệ phải nghe lời ta biết chưa? Không được chết. Dạ, tuân lệnh. Ngao thiếu bảo, số trà này đều là Long Tỉnh năm nay mới hái. Hôm qua tuần phủ Triết Giang vừa mới đưa vào cung. Khanh đừng ngại, uống nhiều một chút, xem có ngon bằng trà Ngân Hào của An Quy hay không. À, Di thần là cái thô thiện, loại trà nào uống vào miệng cũng cùng một vị. Hoàng thượng cho truyền Di thần không biết là gì chuyện gì. Ngao thiếu bảo, tốt nhất là khanh đọc số tấu sớ này đi. Khanh cười cái gì? Hoàng thượng, thần chỉ cười đám đại thần muốn tố cáo thần với hoàng thượng lặp đi lặp lại lời lẽ nhạt nhẽo, thậm chí còn không có chủ đề gì mới. Phía trên còn rất nhiều tấu sớ, khanh cứ xem hết đã. Không cần xem. Chẳng qua cũng là tố cáo vạch trần vi thần là chuyên quyền độc đoán, là khi quân phạm thượng, kết bè kết cánh, sát hại đại thần. Hoàng thượng xem đi. Ê, toàn là chuyện bịa đặt không có thật. Ngao bái, khanh. Hoàng thượng mời vị đại thần cùng đề tên trên tấu sớ, rõ ràng đang muốn hãm hại vị thần. Đây là kế ly gián muốn quân thần chúng ta bất hòa. Quả thật đây đúng là hành động bất kính với hoàng thượng. Vị thần khẩn xin hoàng thượng hạ chỉ để vị thần chốc nã đâm loạn thần tặc tử, phạt theo quốc pháp. Dựa vào đâu mà khanh nói tấu sớ vạch tội đều là lời lẽ hãm hại chứ? Hoàng thượng, tất cả những tấu sớ vạch tội với thần rốt cuộc là thật hay giả thì còn phải xem suy nghĩ trong lòng của bệ hạ. Bây giờ phải xem hoàng thượng đang tin tưởng đám đại thần muốn vạch tội với thần hơn hay là người tin tưởng với thần hơn. Ngao bái, khanh dám xé bỏ tấu sớ trước mặt trẫm, ăn nói ngông cuồng, ở trong mắt của khanh có còn quan thượng này hay không? Tính tình của vi thần trước giờ là như vậy, hoàng thượng đã quên? Người thường hay khen vi thần tính tình chất phát ngay thẳng, sao đột nhiên hôm nay là nói vi thần ăn nói ngông cuồng như vậy chứ? Từ lúc thần phò chính tới đây, ngày nào lại không có tấu sớ vạch tội vi thần?
Hoàng thượng và Thái hoàng Thái hậu cả xem còn không muốn xem đã giao lại cho Di thần. Sao đột nhiên hôm nay hoàng thượng lại xem tấu sơ này để chỉ trích Di thần chứ? Vậy thì xem ra không phải trong mắt của Di thần không có hoàng thượng, mà là trong lòng của hoàng thượng vốn dĩ không còn Di thần nữa. Tới nước này mà khanh còn cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là không biết phản tỉnh hối cải, đúng là khiến trẫm thất vọng. Được rồi hoàng thượng, người cũng không cần tìm trăm phương ngàn kế để kích động Di thần. Bây giờ hoàng thượng đã đủ lông đủ cánh rồi, muốn đọc chiếm đại quyền chê Di thần chướng mắt thôi. Người xưa nói quá không sai, được chim quên á, đặng cáo quên nôm. Hoàng thượng muốn xử trí Di thần ra sao thì cứ việc nói thẳng ra. Được. Ngao Bái, trẫm biết khanh phò tá 3 triệu, công lao to lớn. Tốt nhất là khanh an phận tìm một chỗ nào để mà dưỡng sức đi. Hoàng thượng quá là quan tâm đến Di thần. Di thần cảm kích đến rơi cả nước mắt rồi. Nhưng mà hoàng thượng đừng quên, thần là đại thần phò chính được tiên đế di mệnh, mang trên mình trách nhiệm giúp đỡ hoàng thượng xử trí chuyện triều chính. Bây giờ bên cạnh hoàng thượng gian thần đầy rẫy, Di thần vẫn chưa diệt trừ hết được, thì làm sao dám tìm chỗ an dưỡng chứ? Ngào Bái ơi Ngào Bái, không ngờ khanh vẫn một mực khăng khăng như vậy. Đúng là phụ hậu ái tiên đế, uổng công trẫm một lòng tin tưởng. Quyền Diệp và Quyền Diệp, không ngờ ngươi xem thường Ngao Bái ta như vậy. Một tên cuồng giống vô tri như ngươi sao có thể chống đỡ nổi giang sơn của Đại Thanh? Được, vậy lão phu sẽ tiễn ngươi đi gặp tiên đế trước, rồi lập tân quân khác. Hoàng thượng, vừa và đám ranh con miệng còn hôi sữa như các người mà muốn hạ gục với lão phu, trò cười của thiên hạ. Lý Đức Phúc, thứ trăm châu khanh chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm hoàng thượng, nô tài không dám kháng chỉ. Nô tài đã bỏ nội lực tán vào trong tách trà đó, nô tài cũng không biết tại sao lại không có tác dụng như vậy. Quyền Diệp, từ đầu lão phu đã biết ngươi sẽ ra tay với ta, sao ta có thể không chuẩn bị trước được? Cho ngươi biết, trước khi đến đây lão phu đã dùng trí tà đơn có thể giải được bách độc rồi. Mau đứng lên, ai bắt được Ngao Bái, thăng quan 3 cấp, thưởng 2000 lượng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ở đây, hấp bản đi. Hoàng thượng, ngươi đang muốn tỷ thí võ công với lão phu có đúng không? Sự thông minh thường ngày của hoàng thượng đi đâu mất rồi? À.
đệ đi. Không sao chứ? Nghĩ quan, cô điên rồi sao? Viên đại bổ hoàng tháng này không cần dùng nữa đúng không? Nghĩa phụ, xin lỗi nghĩa phụ, thứ lỗi cho nghĩa nữ phải vì nghĩa quên thân. Cô đừng quên, cả cả cô và cô đều đang dùng loại đại bổ hoàng của lão phu. Ta cho cô biết, khi độc phát tác, các người sẽ sống không bằng chết. Ngào bái, chúng ta trao đổi với nhau đi. Ông thả hoàng thượng ra, tôi sẽ xin hoàng thượng tha cho ông, sao hả? Đúng là lão phu có mắt không trọng. Lão phu cứ nghĩ ngươi là một a độc thông minh lanh lợi, nhưng không ngờ ngươi lại ô trĩ như vậy. Ê, đứng yên đó. Ông đã trúng độc thất bộ chi đảo. Nếu như bây giờ ông vẫn ngoan cố vận động thì chỉ trong vòng 7 bước sẽ bị độc phát thân vong. Tiểu a độc, ngươi nghĩ lão phu sẽ mắc bẫy của ngươi sao? Cho dù lão phu trúng thất bộ đảo thì trong 7 bước chân cũng phải lấy mạng của các ngươi. Mà các ngươi phải lót xác cho lão phu. Không sao, cũng may là có mặc áo sợi vàng. Cầm chân hộ, tôi cứu hoàng thượng. Đi đi. Tiểu hòa đầu, là cái áo sợi vàng của lão phu cũng đem cho hoàng thượng. Xem ra người đã rung động với hoàng thượng thật rồi. Chỉ đáng tiếc, cho dù hoàng thượng mặc áo sợi vàng lên người, lão phu cũng phải lấy mạng của hắn. Ngào bái, quả nhiên là không giống người thường. Người khác trúng phải thất bộ đảo, chỉ đi được 7 bước. Thật không ngờ ông lại đi được nhiều bước tới như vậy. Lợi hại. Trương ca ca, Kim Khanh, mau giết chết tiểu hoàng đế này. Giết chết hắn, giết chết hắn, chính là lập được đại công. Lão phu sẽ được thuốc giải của viên đại bổ hoàng của hai huynh muội cho các ngươi. Sau đó ta thăng cho ngươi làm viện phán thái y viện. Mau giết chết hắn. Trương ca ca. Được. Trương ca ca quên đừng hồ đồ. Trúng đường đại nhân quên rồi, ta là ca ca của vị quan, đương nhiên phải giúp cho muội muội của mình. Các người không muốn có được thuốc giải của đại bổ hoàng sao? Trúng đường đại nhân, ông lại quên rồi, tôi là đại phu, thuốc giải của đại bổ hoàng tôi sẽ điều chế được. Lão đại, sao tỷ bị thương vậy? Sao chảy nhiều máu dữ vậy? Ta không biết nữa, sao ta lại bị thương chứ? Ê, đệ điên rồi sao? Đệ xé lông bào là tội chém đầu đó. Để ta xé. Được. Khoan đã. Hoàng thượng, nô tài có khăn tay đây. Đỡ đau hơn chưa?
ông đừng có ấm ức nữa. Tôi không ngờ con người ông không chỉ hữu dụng vô mưu mà còn có mắt không trồng. Người đứng trước mặt ông chẳng phải là hoàng thượng gì cả, là thế thân của hoàng thượng Long Tam. Người nói hắn là Long Tam mà. Hộ giá, hộ giá, bên đây mau. Khởi bẩm hoàng thượng, quả nhiên đúng như người dự đoán, trong cung có hơn 10 thuộc hạ của Ngạo Bái. Thần đã chuẩn bị như hoàng thượng căn dặn, mới thuận lợi bắt hết bọn chúng. Tốt, bắt Ngạo Bái lại. Dạ. Người đâu, bắt Ngạo Bái lại. Dạ. Là hoàng thượng thật sao? Đúng, đây chính là đương kim hoàng thượng. Di thần tham kiến hoàng thượng. À đâu, uống cho ngươi có cặp mắt to như vậy, ngắm được không dùng được. Người phải biết Quyền Diệp trong các hoàng tử của tiên đế, hắn xếp thứ ba đó. Cái tên Long Tam này chỉ là tên gọi hắn dùng mỗi lần di phục xuất tuần thôi. Sao người không chịu suy nghĩ, nếu như hắn không phải là hoàng thượng, lấy đâu ra phong thái như vậy được chứ? Đây là hoàng thượng sao? Trong ba ngày thị tẩm, tại sao trẫm phải đeo mặt nạ? Lúc trẫm nói chuyện với cô cũng có nhiều sơ hở, nhưng do cô không phát hiện ra thôi. Trước giờ trẫm chưa từng gặp cô nương nào ngây thơ đáng yêu như cô. Hoàng muội, mau quỳ xuống đi. Ngươi là tên lừa đảo. À. Hoàng thượng. Đứng lại đó. Bỏ tôi ra. Người là đồ xấu xa, là thứ vô lại. Quan ngăn hùm có phải không? Không chỉ dám đánh trẫm, còn dám bắn trẫm là vô lại nữa. Rõ ràng là đồ lừa đảo, là thứ vô lại. Cô có biết là mỗi một câu bây giờ cô nói đáng bị chém đầu 100 lần hay không? Chém đi. Dù gì bây giờ Ngao Bái cũng đã bị người khống chế rồi, giữ lại cái đầu heo này cũng chẳng có ích gì. Được, cô không sợ chết chứ gì? Vậy còn ca ca của cô, cô có biết cô đánh trẫm phải tru di cửu tộc không? Hay lắm. Đầu tiên là lợi dụng tôi. Lợi dụng xong rồi đúng không? Tôi hết giá trị rồi. Người liền ức hiếp tôi, đòi chém đầu tôi, còn đòi tru di cửu tộc. Có người ngang ngược tới vậy sao? Vết thương sâu như vậy còn cứng đầu nữa. Chờ một chút, trẫm gọi ca ca cô tới đây cầm máu cho. Người sắp chém đầu ca ca của tôi rồi, còn cầm máu làm gì? Làm sao trẫm không chém đầu cô được chứ? Cô có biết từ nhỏ tới lớn chứ có ai dám đánh trẫm như vậy không? Dù là lúc hoàng a mã của trẫm vẫn còn sống, cũng chưa từng đụng tới một sợi tóc của trẫm. Thì cũng tại vì người gạt tôi trước. Người nói người không phải là hoàng thượng, là Long Tam. Tôi là lão đại của người mà. Bây giờ tiểu đệ làm sai, lão đại dạy dỗ chút không được sao? Nếu như nói theo cách của cô thì lại là trẫm sai. Đúng vậy, là người sai mà. Ai kêu người gạt tôi? Nhưng mà Long Tam tiểu đệ, người sẽ không chém đầu tôi và ca ca đúng không? Cô nói xem, cô đánh trẫm trước mặt bao nhiêu người? Nếu như bây giờ trẫm không phạt cô, làm sao mà thống trị thiên hạ? Người, người có còn lương tâm hay không? Hồi nãy là ai liều chết giúp người đánh nhau với Ngao Bái? Lúc nãy cô dũng cảm thật. Trước giờ trẫm cứ nghĩ dù cô lo cho trẫm thật thì cũng sẽ trốn đi thật xa thôi. Bây giờ tôi đã hối hận lắm rồi. Biết vậy tôi để cho Ngao Bái chặt người ra thành 8 khúc. Nếu như trẫm bị chặt thành 8 khúc thì cô cũng chẳng hơn gì. Cô quên chuyện kết bái rồi hả? Còn trách tôi nữa hả? Thấy tôi bị người khác quay như giấy, chắc người đắc ý vui lắm đúng không? Chứ không phải cô cũng vậy sao hả? Suốt ngày cứ gạt trẫm, bây giờ bị gạt nên nổi nóng sao? Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong thôn nghèo, tôi tưởng đâu hoàng thượng là phải oai nghiêm lắm, ai mà ngờ giống như người lưu manh vô lại. Trẫm lưu manh vô lại lúc nào chứ? Vậy chuyện của cải trang nam nhân gạt trẫm thì sao? Tóm lại cô đỡ cho trẫm một dao rồi tát trẫm một cái, vậy là què nhau. Nhưng mà Long Tam, hoàng thượng, có phải là sau này tôi sẽ phải giống như những người khác, kính cẩn lễ phép gọi là hoàng thượng không? Đương nhiên là như vậy. Trước mắt của mọi người thì trẫm chỉ là hoàng thượng, cô không được gây rối. Nhưng mà lúc gặp riêng, nếu như cô vẫn muốn gọi trẫm là Long Tam thì trẫm sẽ rất vui.
đau lắm đúng không? Trẫm còn một câu nữa. Sao mà người có nhiều câu hỏi quá vậy? Người có gì thì cứ hỏi lẹ đi. Hoàng thượng, người cứ hỏi đi, hỏi mau lên đi. Có yêu trẫm không? Tại sao không trả lời trẫm? Tôi không biết phải nói sao nữa. Nếu như tôi nói thật, tôi sợ người không có vui, không cho tôi thuốc giải. Nhưng mà nếu bây giờ tôi gạt người, vậy thì phạm phải tội khi quân. Cô cứ nói sự thật, trẫm hứa dù có gì trẫm cũng sẽ cứu sống những người ở đó. Thật sao? Lời của thiên tử là lời vàng ngọc. Không yêu. Hai chữ này cô nói thật dứt khoát, không nghĩ gì tới cảm nhận của trẫm. Trước đó tôi đã nói với người rồi, hoàng thượng là một nam nhân, không đáng để nữ nhân yêu thương. Nhưng thân là lão đại, có lẽ tôi sẽ yêu một tiểu đệ kết nghĩa. Nhưng thân là nô tỳ thì tôi sẽ không bao giờ yêu hoàng thượng. Giết chết hắn. Hiến Phúc không ngờ ông giết người diệt khẩu. Đuổi theo, đuổi theo. Lê Thái Y, cậu giết tôi, cậu cũng không sống nổi. Vị Đức Phúc, ông đừng tưởng ông giết tôi thì không ai biết ông là nội gián của Ngạo Bái. Ông đừng quên, ta vẫn còn mùi mùi dị quan. Nếu như ta chết, mùi ấy cũng không tha cho ông. Lê Thái Y, chúng ta là người cùng quê lại cùng họ. Đúng ra ta cũng muốn giúp đỡ cho cậu, nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ chỉ những kẻ làm nô tài như ta, ngoài việc làm theo thì còn cách nào khác hay sao? Ta đã cứu tính mạng của Hoàng thượng, lập được đại công bắt giữ Ngạo Bái, Thái Hoàng Thái Hậu sao có thể bất phân trắng đen đưa ta vào chỗ chết? Chỉ tại mùi mũi của cậu, cứ nghĩ Hoàng thượng sủng ái cô ấy rồi vô pháp vô thiên. Tôi sống trong cung mấy mươi năm rồi, chưa thấy một người nào dám đánh cả Hoàng thượng như vậy. Vị quan đâu? Bây giờ mùi ấy sao rồi? Ta không biết, nhưng ta biết Thái Hoàng Thái Hậu không tha cho cô ấy. Lý Thái Y, cậu thả ta ra trước, tiếp tục giữ bí mật cho ta, để ta xin Thái Hoàng Thái Hậu, ta cố gắng cầu xin, cậu thấy có được không? Những người lúc nãy thì sao? Bây giờ là lúc nào rồi? Bản thân chúng ta còn khó bảo vệ được cho mình, làm gì có tâm trí bảo vệ cho họ? Không được, ta không thể dừng mắt đứng nhìn nhiều người vô tội bỏ mạng như vậy. Ta phải gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng, tôi tài tôi mãi hoàng thượng. Bình thân. Lý Thái Y, trẫm tha khanh cho tội. Khanh hãy mau cùng sách ngạch đồ giải cứu những người vừa trúng độc. Di thần tuân chỉ. Dạ. Mau. Lý Đức Phúc. Chuyện này ngươi làm thật tận tâm tận lực đó. Hoàng thượng thứ tội.
Thì thưa cô nương, lão nô cũng chỉ bất đắc dĩ. Thì thưa cô nương đại nhân đại lượng, đừng có căm hận lão nô. Trung đường đại nhân, công công không cần đa lễ, mọi việc ở trong cung có ổn thỏa không? Trung đường đại nhân, ngài cứ yên tâm, mọi việc đều nằm trong tầm khống chế của đại nhân. Hoàng thượng thì sao? Cho đến bây giờ, ngày nào hoàng thượng cũng vui chơi với người bên cạnh, không màng đến triều chính. Chắc chỉ cố tình làm vậy để lão phu thấy mà thôi. Hình ảnh Thuận Trị Gia năm xưa phó thác cho ta, đến nay ta vẫn không quên. Chỉ tiếc là tiểu hoàng đế đã đủ lông đủ cánh rồi, nhìn bọn lão thần này cảm thấy chướng mắt. Đã đến lúc cho một bài học. Trung đường đại nhân, ý của đại nhân là mỗi ngày cho hoàng thượng một tô canh đại bổ. Hả? Nhất định phải xem hoàng thượng ăn hết, rõ chưa? Nô tài rõ, nô tài đã rõ. Sao cô biết hết chuyện đó? Công công, tài giả giọng của tôi cũng tốt đó chứ. Thì ra đêm đó cô đã lên xe ngựa, nhưng sao cô biết người đó là ta? Công công, mặc dù hôm đó ngài hành sự cẩn thận, đeo khăn che mặt, tôi không nhìn rõ gương mặt của ngài, nhưng mà tôi nhìn thấy rõ nốt ruồi đen sau lỗ tai của ngài. Vì vậy tôi vẫn có thể nhận ra công công. Lý Dị Quang, Thái Hoàng Thái Hậu quả nhiên nói không sai, cô thực sự không phải tiểu nha đầu đơn giản. Nhưng mà Lý công công à, Thái Hoàng Thái Hậu cũng nhìn lầm ngài rồi. Ngài cũng không phải là một nô tài trung thành. Rốt cuộc cô muốn sao đây? Lý công công, ngài biết mà, con người của tôi sẽ không hại người khác, nhưng mà người tôi ghét nhất là dạng người hãm hại người khác. Vì vậy chỉ cần ngài không có ý đồ xấu xa đối với huynh muội tôi, thì đương nhiên tôi cũng sẽ không làm gì ngài. Nhưng nếu như trong lòng của ngài có ý đồ gì xấu với chúng tôi. Hoàng thượng ơi, chờ tôi với. Hoàng thượng ơi, đa tạ người. Thật ra dù cô không xin trẫm, trẫm vẫn sẽ cứu bọn họ. Tôi làm vậy sẽ khiến Thái Hậu không vui. Nhưng trẫm đã bắt được Ngao Bái, chính thức thân chính. Trẫm cần phải giữ vững chủ ý. Nhưng mà tên Lý công công này thật sự quá đáng ghét. Người cáo mật với Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn là hắn. Chuyện này sao trẫm không biết chứ? Nhưng mà Lý Đức Phúc 10 tuổi đã vào cung, hầu hạ ba đời quân vương. Thái Hoàng Thái Hậu rất tin tưởng hắn. Từ lúc trẫm còn nhỏ, mọi việc trẫm làm đều do hắn bẩm báo. Đây là ngự tửu Thái Hoàng Thái Hậu ban cho. Mỗi người tự lấy một chung rồi thưởng thức. Rượu này có độc. Công công tha mạng. Lý công công, Thái Hoàng Thái Hậu tại sao lại ban rượu độc? Công công tha mạng. Ta cũng không còn cách nào. Chuyện tới nước này, ta cũng nên cho các ngươi biết rõ ràng. Chỉ tại các ngươi không may mắn nhìn thấy cảnh không nên thấy. Lý công công, chúng tôi không thấy cảnh nào hết. Không biết ngài đang nói gì. Xin công công, cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu giùm chúng tôi, tha cho mọi người chúng tôi. Tiếng nói của ta không đủ lớn, cũng không có lá gan đó. Ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu đã được ban ra rồi, không ai cứu được các ngươi. Chung rượu này các người muốn uống thì uống, không uống cũng phải uống. Lý công công, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.
Lý Công Công, tôi biết ông cũng giống như chúng tôi, từng uống đại bổ hoàn, đều là con cờ trong cung của Ngạo Bái. Hôm nay nếu ngài không cứu chúng tôi với mấy người đó, vậy thì tôi cũng không thể tiếp tục giữ kín bí mật cho ngài. Lý Dị Quan rồi, chất độc đã thấm sâu. Như vậy đi, ngươi gọi Lý Dị Quan đến đây cho ta. Nô tài tuân lệnh Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng ơi, không ngờ tôi nổi nóng tát người một cái mà lại hại nhiều người vô tội như vậy. Trẫm cũng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Trong lòng của trẫm, một hoàng đế tốt, thay vì khiến thần dân khiếp sợ, chỉ bằng được thần dân yêu kính. Hèn gì, người ta thường nói gần vua như gần hổ. Bây giờ người đã hiểu tại sao tôi lại nói người là một nam nhân không đáng để nữ nhân yêu thương rồi chứ. Dị Quan, trẫm biết là chuyện này nhất định trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng của cô. Cô càng không thể yêu thương trẫm. Có lẽ hoàng cung này không thích hợp với cô. Cô nên ra khỏi cung, thành thân với vị hôn phu thanh mai trúc mã của cô. Cô sẽ hạnh phúc hơn. Thái Hoàng Thái Hậu Cát Tường, Hoàng thượng Cát Tường. Quả nhiên là một cô nương thanh tú. Cô nhìn chằm chằm Ai Gia làm gì? À, chỉ là nô tỳ hiếu kỳ. Thì ra Thái Hoàng Thái Hậu lại xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt rất phúc hậu, rất giống Quan Thế Âm Bồ Tát đi từ trong tranh ra. Cô không cần đứng ở đây lời ngon tiếng ngọt. Lý Dị Quan, cô đã biết tội chưa? Nô tỳ biết tội. Cô biết tội gì? Nói ra cho Ai Gia nghe thử. Nô tỳ có mắt mà không trồng, không nhận ra được hoàng thượng chính là chân long thiên tử hàng thật đúng giá. Đầu của nô tỳ đúng là đầu heo, nên hoàng thượng nói cái gì là nô tỳ tin cái đó. Xem kìa, xem kìa. Hoàng thượng xem tiểu a đầu này có chỗ nào giống như đang nhận tội không? Rõ ràng là cô ta đang nói vòng vo để đổ tội cho hoàng thượng. Hoàng tổ mẫu, a đầu này lúc nào cũng vậy, nghĩ gì nói đó, không biết nặng nhẹ. Vậy đứng lên trước đi. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu ơi, những gì nô tỳ nói là thật, không có gạt người. Lúc đầu nô tỳ thấy hoàng thượng mặc long bào ngồi trên long liên đi tới ngự thư phòng cũng thấy rất tò mò. Nô tỳ liền đuổi theo hoàng thượng. Ê đệ, rốt cuộc đệ là hoàng thượng hay long tam? Hoàng thượng liền nghiêm mặt nói với nô tỳ. Nhỏ tiếng thôi, đương nhiên ta là long tam, không phải hoàng thượng. Nè, đệ không phải hoàng thượng, vậy tại sao đám người đó ai cũng quỳ xuống gọi đệ là hoàng thượng? Đó là bởi vì đệ là thế thân của hoàng thượng. Đệ là thế thân của hoàng thượng. Đúng vậy, vì dốc dáng và dung mạo của đệ rất giống với hoàng thượng, cho nên đệ là thế thân của hoàng thượng. Tỷ cũng biết đó, Đại Thanh chúng ta tuy đã nhập hoàng hơn 10 năm nhưng mà vẫn chưa ổn định. Hoàng thượng còn trẻ, chỉ vừa mới chấp chính, không có đám tàn dư nhà Minh, cũng có rất nhiều đại thần ở trong triều đều muốn mưu sát hoàng thượng, cho nên đệ phải làm thế thân cho hoàng thượng. Thì ra là như vậy. Hèn gì đệ lại kết bái với ta, nếu là hoàng thượng sao lại kết bái với ta được chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Giờ thì tỷ đã biết tại sao ở trong cung không có ai biết Long Tam rồi chứ gì. Đó là bởi vì ta không phải là thị vệ bình thường, mà ta chỉ cần xuất hiện vào những lúc hoàng thượng cần là được. Thái Hoàng Thái Hậu, mọi người đang cười gì vậy? Những gì nô tỳ nói là thật, không có gạt người. Lúc đó nô tỳ nghĩ là Long tiểu đệ thật đáng thương, bán mạng vì hoàng thượng, còn phải đỡ một dao cho hoàng thượng nữa. À, đầu này đúng là thú vị thật. Hoàng tổ mẫu, sự việc lúc đó đúng là như vậy. Tông Nhi vì nhất thời chưa hết tính trẻ con, thấy a đầu này không biết cái gì hết nên thấy hứng thú muốn trêu chọc cô ấy. Hoàng thượng trêu chọc nhưng nô tỳ lại tưởng là thật, xem hoàng thượng như huynh đệ thật, không muốn thấy người đi chết.
Thái hoàng thái hậu, nô tỳ thật sự cho rằng hoàng thượng phải liều mạng với Ngao Bái, cho nên mới cởi áo sợi chỉ vàng đang mặc trong người đưa cho hoàng thượng, còn cùng với người đi liều mạng với Ngao Bái nữa. Nếu như không nhờ ca ca tới kịp thời thì chắc nô tỳ và hoàng thượng, nô tỳ và hoàng thượng. Xem ra a đầu này còn giận lắm. Thôi được, lần này A Gia tha cho cô nương. Thật sao? Ừ. Tạ ơn thái hoàng thái hậu, vẫn là người tốt nhất, không giống với hoàng thượng chỉ biết ức hiếp nô tỳ. A Gia nghe nói cô đứng ngay giữa nơi đông người, trước mặt bao nhiêu là đại thần thái giám, thẳng tay tát vào mặt hoàng thượng một cái, có đúng không? A Gia thật sự rất là tức giận. Ta thật không ngờ, đúng như lời hoàng thượng đã nói, chẳng qua cô chỉ là một tiểu a đầu ngốc nghếch, tuy không hiểu quy tắc trong cung cấm, nhưng mà đối với hoàng thượng lại rất có tình có nghĩa. Ý của thái hoàng thái hậu là tha cho nô tỳ, không trách phạt nô tỳ nữa. Không, dù gì thì cô cũng đã đánh hoàng thượng, như vậy là phạm thượng. Nếu như bây giờ không trách phạt cô, uy nghiêm của A Gia và hoàng thượng bỏ đi đâu hả? Thái hoàng thái hậu, người vẫn phạt nô tỳ sao? Hành động này của cô tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống cũng khó tha. Hay là như vậy, cô dùng tay nào để tát hoàng thượng thì đưa cái tay đó ra đánh vào bàn tay đó 50 rồi. Thái hoàng thái hậu, cha và sư phụ nô tỳ đều đánh vào tay của nô tỳ sợ lắm, có thể đổi một hình phạt khác được không? Đã miễn tội chết cho cô rồi, cô còn trả giá với A Gia sao? Không phải, không phải, nô tỳ không dám trả giá, chẳng qua là nô tỳ dùng tay phải đánh hoàng thượng, nhưng mà tay phải của nô tỳ bị thương, vẫn còn đang băng bó. Thái hoàng thái hậu, người coi đi. Đúng vậy hoàng tổ mẫu, vết thương trên tay của chị Quan là trong lúc cứu Tôn Nhi bị Ngao Bái dùng dao găm chém trúng, vết thương vừa dài vừa sâu, khó khăn lắm mới cầm máu lại được, tới bây giờ vẫn chưa lành lại. Vậy thì chờ lành lại rồi đánh. Thái hoàng thái hậu, xin người hãy tha cho nô tỳ, nô tỳ đã biết lỗi rồi, sau này nô tỳ không dám nữa. Hay là như vậy đi, A Gia sẽ cho cô thêm một cơ hội, A Gia sẽ ra ba câu đố, nếu như cô trả lời đúng thì miễn cho cô 50 roi này. Giải đố sao? Nô tỳ sợ nhất là giải đố, không giải đố được không? Tiểu a đầu này thật là vừa sợ chết, vừa sợ bị đòn, vừa sợ giải đố. Vậy phải làm sao? Vậy là muốn bị chém đầu, hay là muốn bị đánh, hay là giải đố đây? Vậy thì giải đố đi. Nhưng mà thái hoàng thái hậu, những câu đố của người có khi nào không có đáp án? Sao A Gia lại dùng cách đó để đối phó với một tiểu a đầu như cô nương được chứ? Câu đố của A Gia chắc chắn là có đáp án. Dạ. Thái hoàng thái hậu bớt giận, nô tỳ lòng dạ hẹp hòi, xin thái hoàng thái hậu ra câu đố. Cho tiểu a đầu cô biết, chủ nhân của hậu cung là hoàng hậu, sẽ là người cho cô ba câu đố. Ha, trong vòng một canh giờ sẽ quay lại hỏi cô. Dạ. Tạ ơn thái hoàng thái hậu. Được. Đây là câu hỏi thứ nhất. Cô phải dùng một sợi dây để lấy viên đá nằm trong chén bên này đặt qua chén bên kia. Đơn giản vậy thôi sao? Không đơn giản. Điều kiện là không được dùng sợi dây này để buộc vào viên đá. Vậy nô tỳ dùng thứ khác hỗ trợ được không? Được thôi, nhưng chỉ được dùng một tay thôi, và bàn tay này cũng không được đụng vào viên đá đó. Hoàng tổ mẫu, vậy có quá khó hay không? Chỉ được dùng có một tay, còn không được đụng vào viên đó, thì làm sao mà dùng dây thừng dời viên đá từ chén này qua chén kia được chứ? Hoàng thượng à, nếu như tiểu a đầu này nhận thua, A Gia sẽ sai Lý tổng quản thị phạm cho ngươi xem. Nhưng mà 50 roi hình phạt thì cô bắt buộc phải chịu. Hoàng tổ mẫu, nhưng mà tay của chị Quan vẫn còn đang bị thương. Vậy thì chờ lành lại rồi đánh. Hoàng tổ mẫu, nếu như dĩ Quan không giải được câu đố này, người có thể nể mặt của Tôn Nhi
đổi một câu đố khác không? Thật ra là Aya nhượng bộ như vậy cũng đã nể mặt hoàng thượng lắm rồi. Hoàng thượng, người không cần cầu xin cho nô tỳ, nô tỳ đã nghĩ ra cách. Thật sao? Có chắc không chị? Xin Thái Hoàng Thái Hậu và hoàng thượng cho nô tỳ ít thời gian, nô tỳ muốn đi lấy một thứ. Cứ đi đi, nhưng mà cô phải nhanh lên, nếu không thì viên đá này sẽ chảy hết đó. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu, nô tỳ cáo lui. Tránh đường đi. Nè, nô tỳ ở cung nào vậy? Không biết quy tắc gì hết. Tránh ra. Nè, ở đâu đây? Sao chị Quan vẫn chưa quay lại? Đã sắp tàn hết rồi, cô đã nghĩ ra cách chưa vậy? Nô tỳ đã tìm được cách. Xong rồi, chờ thêm một chút nữa là được. Tiểu A đầu, ta không ngờ cô lại nghĩ ra được cách này. Trong hũ này của cô đựng thứ gì vậy? Đây là hũ múa của Ngự Thiện Phòng, nô tỳ tranh thủ chạy tới đó lấy. À, trẫm đã hiểu rồi. Trước đây trong bài học của trẫm cũng có dạy cách này, chẳng qua là nhất thời không nghĩ ra. Dì Quan, không ngờ cô cũng thông minh thật đó. Xin hoàng thượng đừng khen nô tỳ. Từ nhỏ tới lớn, học hành là chuyện nô tỳ ghét nhất, nhưng mà cái gì cũng học, cho nên mỗi cái nô tỳ biết một chút. Hai chữ thông minh này nô tỳ không dám nhận. Sở dĩ mà nô tỳ biết được cách này là bởi vì lúc nhỏ, tới mùa đông, nô tỳ rất thích cùng với ca ca đi lấy nước muối làm người tuyết, nên nô tỳ biết được cách này. Tốt lắm, tiểu A đầu, câu đố thứ nhất này coi như là cô đã qua ải. Aya sẽ ra tiếp câu đố thứ hai cho cô. Cô đếm xem, hàng ngang có bao nhiêu, hàng dọc có bao nhiêu, tổng cộng có bao nhiêu đồng tiền, nói xem. Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, hàng ngang có 4 đồng, hàng dọc thì có 5 đồng, tổng cộng là 8 đồng tiền. Tốt, vậy thì trong số đồng tiền đó, cô lấy ra một đồng tiền nào, sao cho cả hai hàng đều có 5 đồng tiền bằng nhau. Hả? Như vậy thì không đúng. Hàng ngang thì thành 5 đồng, hàng dọc thì thành 4 đồng. Aya sẽ cho cô thời gian một nén hương. Nếu như cô vẫn không đoán ra được thì coi như là cô thua rồi. Chết thiệt rồi. Tại vì lúc còn nhỏ, nô tỳ không có chịu học hành đàng hoàng, cứ gây phiền phức cho sư huynh sư tỷ, mà các sư phụ chỉ hù dọa thôi, nhưng lúc phạt thì cũng giơ cao đánh khẽ. Ai, bây giờ thì hay rồi. Số roi trước đây chưa bị đánh, giờ cộng lại đánh một lúc. Thái Hoàng Thái Hậu, lúc nãy người nói chỉ được di chuyển một đồng tiền, nhưng không có nói không được đè lên nhau. Người xem nô tỳ làm đúng không? Trời ơi, tiểu A đầu này, cách này là do cô tự nghĩ ra hay là có người nào đó gợi ý cho cô vậy? Thái Hoàng Thái Hậu tha tội. Thật ra là hoàng thượng đoán ra được trước, sau đó nói cho nô tỳ biết, cho nên nô tỳ mới biết đáp án. A đầu này, trẫm tốt bụng giúp cô còn bán đứng trẫm. Hoàng thượng, tôi xin lỗi, không giải được câu đố này chỉ là chuyện nhỏ,
Nhưng mà nếu vì chuyện này mà dối gạt Thái Hoàng Thái Hậu thì nô tỳ đã phạm trọng tội. Hoàng tổ mẫu, thật ra là Tôn Nhi chỉ đưa tay linh tinh thôi, không thể coi là gợi ý được. Hơn nữa, câu đố này rõ ràng rất đơn giản. Cho dù Tôn Nhi không nhắc chị Quan thì tự chị Quan cũng nghĩ ra thôi. Tiểu A Đầu dị quan của người, nếu như không chịu thừa nhận thì chắc hoàng thượng cũng không nhận. Thì cho dù Ai Gia có nghi ngờ cũng không thể bắt được tại trận. Bỏ đi, bốn cung nể tình Tiểu A Đầu cô thành thật nhận tội, câu đố này coi như là thông qua vậy. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, người đúng là tốt bụng, giống Quan Thế Âm Bồ Tát chuyển thế đi từ trong tranh ra. Ăn nói rất là khéo léo. Được rồi, tiếp theo đây Ai Gia sẽ cho cô biết câu đố thứ ba. Nhưng mà có điều, hoàng thượng không được gợi ý giúp cho vị quan nữa đó. À, Tôn Nhi biết rồi. Câu đố thứ ba này Tôn Nhi tuyệt đối sẽ không gợi ý nữa. Nếu như hoàng thượng còn gợi ý, đương nhiên tính là thua. Tiểu A Đầu nghe cho rõ câu đố thứ ba đây. Chuyện gì mà người khác ai cũng có thể làm được, nhưng mà bản thân cô thì không làm được. Chuyện này nô tỳ đã biết. Ngoài nô tỳ thì ai cũng có thể giết chết nô tỳ, chỉ có nô tỳ là không giết được nô tỳ. Hay, trả lời rất hay. Hoàng tổ mẫu, ải này dị quan qua rồi đúng không? Ây, trời ơi hoàng thượng à, người đừng nên mừng vội như vậy ha. Người thử nghĩ xem, một người đang sống khỏe mạnh tại sao tự nhiên vô duyên vô cớ đi giết người? Đương nhiên rồi, bất cứ ai cũng có khả năng đi tự sát mà. Chỉ là phải xem người đó có muốn tự sát hay không thôi. Cho nên là đáp án này không đúng. Đáp án của nô tỳ không đúng sao? Đương nhiên rồi, đáp án này cần phải có một người thị phạm mới được. Thái Hoàng Thái Hậu, bây giờ đầu của nô tỳ chẳng nghĩ được gì, không nghĩ ra được đáp án. Có nghĩa là cô tự nguyện chịu phạt rồi. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi không dám cầu xin cho chị Quan nữa. Tôn Nhi chỉ hy vọng người rộng lượng cho chị Quan thêm một ngày nữa, cho chị Quan trở về suy nghĩ cho kỹ. Thôi được rồi, vậy bốn cung nể mặt hoàng thượng, cho cô thêm một ngày nữa, để tránh trường hợp có người cố tình gợi ý cho cô. Ai Gia sẽ giữ cô ở lại Từ Ninh cung một ngày. Chờ tới đúng giờ này ngày mai, nếu như cô vẫn không trả lời được thì hiển nhiên cô sẽ bị 50 rồi. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu Cát Tường, Hoàng thượng Cát Tường, Hoàng hậu nương nương Cát Tường. Được rồi, cô đã nghĩ ra được câu trả lời chưa? Thái Hoàng Thái Hậu, đầu óc của nô tỳ thật sự quá ngu ngốc, bởi vậy tới bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Vậy thì cô phải tranh thủ đi, không bao lâu nữa sẽ đến chính ngọ đó. Thành thật xin lỗi Long tiểu đệ, giờ ngọ vừa đến thì tôi sẽ trốn khỏi hoàng cung, có lẽ chúng ta không thể gặp lại nữa. Thái Hoàng Thái Hậu, người với hoàng thượng đều ở đây, nô tỳ thấy căng thẳng quá, nô tỳ ra ngoài suy nghĩ được không? Ai Gia cho phép đó, Ai Gia phải xem thử tiểu nha đầu này còn có thể giở trò gì. Nô tỳ tuyệt đối không dám giở trò, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu, nô tỳ cáo lui. Khoan đã, chị Quan, bên ngoài trời nắng, trẫm thưởng cho cô chiếc quạt. Nếu không cái đầu ngốc của cô lại trúng nắng, càng nghĩ không ra. Đa tạ Khoan quang. Đã, trên chiếc quạt đó có chữ của hoàng thượng có phải không? Đưa cho Ai Gia xem thử. Theo như Ai Gia thấy, chữ viết của hoàng thượng lúc nào cũng đẹp. Cầm lấy. Đa tạ hoàng thượng. Dĩ Quan, sợi dây lưu ly cô đang đeo nhìn rất tinh xảo. Trẫm còn nhớ ca ca cô cũng có một cái. Nô tỳ với ca ca là huynh muội song sinh cùng một ngày, nên sợi dây lưu ly này là lễ vật sinh thần phụ thân đã tặng.
Mời hoàng thượng xem. Đây là nước thuốc đặc biệt, dùng nó để viết chữ, vừa khô là chữ sẽ biến mất, không để lại dấu vết. Nhưng mà thông qua sợi dây lưu ly màu này, những chữ đã biến mất sẽ hiện ra ngay. Vậy sao? Ê, nè, đúng thật là các chữ lại bắt đầu hiện ra, chữ còn lớn hơn nữa. Sợi dây lưu ly này thật ra là một loại kính phóng đại. Phụ thân của Di Thần đã mua được nó từ thương gia Tây Dương, tặng cho thần và muội muội làm lễ vật sinh thần. Mỗi người có một cái, lúc nào cũng mang theo. Tới lúc đó, hoàng thượng chỉ cần ghi câu trả lời bằng nước thuốc này lên trên chiếc quạt của hoàng thượng đưa cho muội muội là được. Kêu muội ấy dùng dây lưu ly này, muội ấy sẽ hiểu ra. Lý Thái Y, trẫm rất ngưỡng mộ khanh, có được một tuổi thơ tươi đẹp với vị quan. Không chỉ trẫm, năm 10 tuổi cha mẹ đã mất hết, còn phải luôn luôn đề phòng sự ám hại của các thế lực trong cung. Được, vậy cô ra ngoài đi, nếu làm lỡ thời thần, trẫm không cứu nổi cô. Đa tạ hoàng thượng. Khoan đã, ta thấy thời tiết bên ngoài quá nóng nên ta muốn thưởng cho cô chiếc khăn tay để lau mồ hôi. Đa tạ hoàng hậu, nô tỳ cáo lui. Hoàng thượng, hình như người không lo lắng cho ả nha đầu này chút nào. Hoàng tổ mẫu, Di Quang chỉ là người đơn thuần, không phải kẻ ngốc. Tôn Nhi tin là cô ấy sẽ có câu trả lời. Hoàng tổ mẫu cẩn thận. Nè, hoàng thượng ơi, tôi có thể sai hai người giúp nô tỳ đẩy cái xe được không? Chuẩn tống. Đa tạ hoàng thượng. Hai người đẩy xe giùm tôi. Ê, đỡ tôi bước lên. Dạ. Đi thôi. Rồi, dừng lại. Mau mau, để xuống, để xuống. Khoan đã, qua đây đỡ tôi xuống. Thái hoàng thái hậu, người xem, chỉ có người đẩy xe mới đẩy nổi chiếc xe này, còn người ngồi trên xe không bao giờ đẩy được xe. Nô tỳ nói đúng không? Hay, câu trả lời rất hay. Hoàng tổ mẫu, câu trả lời này không chỉ giải được đề mà hình như còn gợi ý cho mọi người biết, có những chuyện chỉ có người ngoài cuộc làm được, còn người trong cuộc không thể làm được. Phải, chắc hoàng thượng cũng đã hiểu rồi. Nha đầu này không phải là nha đầu khờ như người ta đã nói, mà là một người thông minh, người trong cuộc cũng không nên hồ đồ. Hoàng tổ mẫu nói rất đúng, Tôn Nhi xin ghi nhớ lời của người. Thật sự không ngờ ả Lý Dị Quang này lại thông minh tới như vậy. Khăn tay mà con ban cho ả, ả có xem tới không? Tối qua thần thiếp vừa mới nghe được những lời vàng ngọc của hoàng tổ mẫu, liền vẽ câu trả lời của câu hỏi thứ ba lên trên chiếc khăn tay. Sau khi ả đáp xong thì mới mở khăn tay ra nhìn thấy câu trả lời. Con rất là thông minh. Ai gia vừa nói thì con đã hiểu rồi. Hả? Sự giúp đỡ của con, hoàng thượng với Lý Dị Quang đã hiểu rõ trong lòng, và nhất là hoàng thượng sẽ âm thầm cảm kích sự độ lượng của con. Chức hoàng hậu chỉ là một danh phận, con cần phải nắm được trái tim của hoàng thượng, địa vị của con mới được vững bền.